Tập 165. Ken két. Một chảo cào xuống, bất diệt kim cương tượng của Lục Lâm Thiên cũng bị xé rách vài khe hở, lực lượng thật lớn làm hắn lảo đảo, ngược lại bản thể không bị ảnh hưởng quá nhiều, bất diệt thiên thể và bất tử thần thể đã dung hợp cho nên lực phòng ngự của hắn rất mạnh. Chẳng lẽ là... Nhìn thấy chiến trường kinh người như thế, ánh mắt Tiểu Long run lên, lập tức nhớ tới cái gì, thì thào sau đó lướt đi, thân ảnh của hắn hóa thành kim long. Ngao! Long ngâm gào thét vang vọng hư không, uy áp kinh người phóng thích ra, làm cho ánh mắt những linh hồn thú ảnh ngây ngốc. Hồng Vũ, để cho ta tới thử đối phó linh hồn thể Huyền Vũ, yên tâm, ta có 6 thành nắm chắc. Tiểu Long dứt lời, vừa vặn Hồng Vũ bị linh hồn thể Huyền Vũ đẩy lùi, Tiểu Long gào thét, lập tức ngăn cản trước mặt linh hồn thể Huyền Vũ, cũng đứng trước mặt Hồng Vũ. Tiểu Long cẩn thận. Nội tâm Lục Lâm Thiên cả kinh, Tiểu Long bất phàm là sự thật. Nhưng tu vị của Tiểu Long có hạn, Lục Lâm Thiên tự biết Tiểu Long bất phàm cũng khó có thể chống lại những quái vật này, huống chi Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ đều là tồn tại bất phàm. Giống. Huyền Vũ gào thét, nhìn Tiểu Long xuất hiện trước mặt, đầu quy xà của nó nhanh chóng bắn ra một đạo hào quang vào mi tâm của Tiểu Long. Lực lượng khủng bố làm người ta hãi hùng cây ết yêu ta ép phía, giờ phút này Tử Hoàng, Tĩnh Thần Công Chúa, Chu Thần Hy, Hổ Y. Huyền Doanh cây Ediota ép sợ nhìn Tiểu Long. Oanh! Trong thời gian thật ngắn, không ai có thể kịp ngăn cản, linh hồn thể công kích làm nhiều người sợ hãi, năng lượng công kích bắn vào con mắt thứ ba của Tiểu Long, mà Tiểu Long hoàn toàn không thể ngăn cản, tùy ý để năng lượng hủy diệt kia tiến vào mi tâm của mình. Vào lúc mọi người rung động, cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, sau khi lực lượng hủy diệt bắn vào con mắt thứ ba của Tiểu Long, thân thể kim long to lớn của Tiểu Long bị đẩy lui. Hắn chỉ lui một ít mà thôi. Xíu, yêu yêu. Trong nháy mắt tiếp theo linh hồn Huyền Vũ cảm ứng được gì đó, linh hồn thể của nó co rút thật nhanh, nó lập tức hóa thành một con Huyền Vũ nhỏ sau đó chui vào con mắt thứ ba của Tiểu Long, biến mất không còn lại gì. Rất nhiều người cây ết yêu ta ép sợ nhìn Tiểu Long, trong nháy mắt đó âm thanh của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Lão đại, ta hiểu rồi, ta vừa rồi đã đoán đúng. Trong nơi này nguy cơ cũng là sinh cơ, viễn cổ đại năng lúc trước bố trí như vậy cũng không phải ngăn cản chúng ta tiến lên, cũng không phải muốn triệt để lấy mạng chúng ta, họa phúc tương y, những linh hồn thể viễn cổ này bao nhiêu năm qua chỉ muốn tìm kiếm người truyền thừa mà thôi, người đồng tộc đồng tông hoàn toàn có thể nhận truyền thừa của chúng, là phúc không phải họa. Tiểu Long dứt lời, thân thể kim long của hắn nhanh chóng bay về phía linh hồn thanh long trước mặt Thiên Trần Thánh Chủ, nhìn linh hồn thanh long kia, tránh cũng không tránh. Tùy ý để linh hồn công kích bắn vào mi tâm của mình. Ngao! Cùng một thời gian, linh hồn thể thanh long cảm nhận được gì đó, thân thể khổng lồ co rút lại, hóa thành một con thanh long nhỏ chui vào mi tâm Tiểu Long. Linh hồn thể thanh long và Huyền Vũ tiến vào cơ thể, thân thể kim long của Tiểu Long run lên, sau đó hai mắt nắm chặt, thân thể chấn động kịch liệt. Giống! Lê Is tương đương! Hổ Y và Chu Thần Hy đã sớm hành động. Dường như âm thầm nhận được Tiểu Long truyền âm, lập tức hóa thành bản thể Bạch Hổ và Chu Tước, cũng phân biệt ngăn cản trước linh hồn của Bạch Hổ và Chu Tước. Oanh! Cũng giống như Tiểu Long, linh hồn Bạch Hổ và Chu Tước co rút lại, cuối cùng tiến vào trong người Hổ Y cùng Chu Thần Hy, Hổ Y hai người nhắm mắt lại. Họa phúc tương y, truyền thừa, những linh hồn thể khôi lỗi này chứa truyền thừa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đang lo lắng chờ Tiểu Long phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn thấy tất cả. Tăng thêm Tiểu Long truyền âm, Lục Lâm Thiên lập tức biết rõ đại khái, những linh hồn thể quỷ dị này ẩn chứa truyền thừa kinh người, đạt được những truyền thừa này có thể trong thời gian nhanh nhất biến thành cường giả. Truyền thừa, những linh hồn này chứa truyền thừa, trực tiếp đạt được là tốt rồi. Tất cả những thánh hồng cảnh đều cây ết yêu ta ép sợ, lập tức vui mừng, những cường giả thánh hồng cảnh viễn cổ mạnh hơn bọn họ nhiều, nếu có thể được những cường giả thánh hồng cảnh viễn cổ này truyền thừa. Bọn họ hoàn toàn có hy vọng bước vào hư vô cảnh trong truyền thuyết. Nhanh đạt được truyền thừa, những truyền thừa này có thể trực tiếp đạt được. Trong Thiên La Minh, Thiên Ma tộc Ma Đạt Ma, Tu La tộc Bà Đề, Chí Tôn Điện Hộ Ác Bất Thuần hai người nhìn nhau, bọn họ nhanh chóng buông tha phòng ngự công kích linh hồn. Những linh hồn thể cường giả viễn cổ này có một thân năng lượng khủng bố, đều đầy đủ giúp bọn họ trở thành tồn tại cao cấp nhất trong thiên địa, chỗ tốt cỡ này bọn họ đỏ mắt. Nội tâm không cách nào chống cự hấp dẫn. Rầm 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 phanh, âm thanh trầm thấp nổ tung, linh hồn lực nương theo năng lượng khủng bố bắn vào mi tâm của Ma Đạt Ma, Bà Đề,
Hộ Ác Bất Thuần bốn người vô cùng hưng phấn, nhưng lại không có xuất hiện hiệu quả giống như Đúc Tiểu Long, Hổ Y đã làm, ngược lại bọn họ bị đánh bay như đạn pháo. Phụt! Sắc mặt bốn người tái nhợt, miệng phun máu tươi, tuy không chết nhưng trọng thương là đương nhiên, nếu không phải vừa rồi bốn người có điểm cố kỵ, sợ rằng không ném nửa cái mạng đơn giản như vậy, chỉ sợ hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Truyền thừa trong linh hồn thể không phải ai cũng có thể đạt được, cần đồng tộc đồng tông, vận khí cũng cực kỳ trọng yếu, nếu không phải cơ duyên thì đó là mầm họa, họa phúc tương y, cũng không phải người thường có thể chiếm được. Thần linh Nhiễm Hồng không có xông lên ngay, hắn nói xong liền bước đi, sau đó thúc giục thần linh chân thân, hào quang tỏa ra bốn phía, hắn lập tức bước tới trước mặt linh hồn thể cường giả thần linh tộc. Xíu, yêu yêu, cũng như tình huống của Tiểu Long, Hổ Y, Chu Thần Hy, sau khi thừa nhận năng lượng linh hồn khủng bố kia, linh hồn thể của thần linh tộc chui vào trong mi tâm thần linh Nhiễm Hồng. Thì ra là thế, họa phúc tương y. Ngoài Bà Đề và lão giả Tu La tộc Thánh Hồng Cảnh nhìn qua 28 thân ảnh ở đây có linh hồn thể Tu La tộc, lập tức biến thành Tu La chân thân, lập tức xuyên qua không gian đạt được truyền thừa của cường giả viễn cổ Tu La nhất tộc. Lão Tứ, Tu La nhất tộc thích hợp ngươi, động thủ đi. Nhược Linh Thánh Nữ quát lớn, lập tức bạo phát sóng nước ngập trời, khí tức quỷ dị khủng bố tỏa ra, sóng nước như biển gầm vang vọng không gian. Thiên Hoàng Nhược Thế Thủy, bản thể thật khủng gây ết yêu ta ép. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thấy bản thể nhị sư tỷ là Thiên Hoàng Nhược Thế Thủy khủng bố, hoàn toàn không dưới duyệt Thế Thiên Diễm Sa cùng cửu U Hắc Diễm, đồn đãi Thiên Hoàng Nhược Thế Thủy vạn vật không phù, bao phủ tất cả áo nghĩa, tuyệt đối khủng bố. Phần Phật, Thiên Hoàng Nhược Thế Thủy khủng bố bao phủ lão giả Thánh Hồng Cảnh thứ hai của Tu La nhất tộc. Nhược Linh, ta không để yên cho ngươi. Vốn sắp đạt được truyền thừa, con vịt, đun sôi bị người ta đoạt mất, tên cường giả Tu La nhất tộc giận dữ, nhưng hắn không có biện pháp, thực lực Nhược Linh Thánh Nữ mạnh hơn hắn một ít, hắn khó có thể thoát thân. Không để yên cũng không sao, ta không sợ ngươi. Nhược Linh Thánh Nữ không sợ kẻ này, Thiên Hoàng Nhược Thế Thủy cuồn cuộn, trực tiếp bao phủ lão giả Tu La nhất tộc vào trong. Chí Tôn Điện và Thiên La Minh có bốn tên Thánh Hồng Cảnh trọng thương nửa cái mạng, Thiên La Minh cũng bộc lộ không ít, huống chi còn có Lão Ngũ Lão Lục Lão Thất vẫn chưa ra tay, đợi chiếm được truyền thừa, Nhược Linh Thánh Nữ cũng không cần nói quy củ gì. Oanh! Trong nháy mắt này, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La cũng không có khách khí, hắn sớm xuất hiện trước mặt linh hồn thể cường giả Tu La nhất tộc, tùy ý hắn tiến vào trong mi tâm. Lập tức hai mắt nhắm chặt lơ lửng trên bầu trời, thành công cướp đoạt truyền thừa. Có lẽ có thể. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, hắn thu liếm bất diệt La Hán tượng khổng lồ, thời không loại y, thân ảnh xuất hiện trước mặt linh hồn thể cường giả nhân tộc hỏa thuộc tính, tùy ý để công kích tiến vào mi tâm, năng lượng hủy diệt tiến vào trong óc, năng lượng nóng bỏng muốn đốt cháy linh hồn Lục Lâm Thiên. Vào lúc này Lục Lâm Thiên lập tức thúc giục hỏa thuộc tính áo nghĩa. Trực tiếp bao phủ năng lượng hỏa thuộc tính này, nhiệt độ hủy diệt kia bao phủ hỏa thuộc tính áo nghĩa của Lục Lâm Thiên, lực lượng hủy diệt tiêu tán, dường như tìm được nơi quy túc, hóa thành hư vô. Xíu, yêu yêu. Lập tức một đạo hào quang tiến vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên, hỏa thuộc tính áo nghĩa truyền thừa lao tới, đây là truyền thừa của cường giả hỏa thuộc tính áo nghĩa phi phàm tu vị Thánh Hồng Cảnh thời viễn cổ, lúc này tất cả truyền thừa cho Lục Lâm Thiên. Sư huynh, nghĩa phụ, sư phụ, nhạc phụ, truyền thừa cường giả nhân tộc cùng áo nghĩa là đạt được. Lục Lâm Thiên truyền âm cho Hoàng Phủ Minh Long, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, hắn phỏng đoán đúng, cường giả nhân tộc có thể đạt được truyền thừa, chỉ cần cùng áo nghĩa là được. Động thủ, đoạt truyền thừa. Hoàng Phủ Minh Long, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương đều lướt đi, thân ảnh nhắm vào mục tiêu của mình. Người đồng tộc đồng tông là có thể đạt được truyền thừa, nhanh động thủ. Vào lúc này người Thiên La Minh cùng Chí Tôn Điện cũng không còn giữ được tỉnh táo, đối mặt cơ duyên lớn như thế, ai cũng không muốn bỏ qua, cường giả viễn cổ Thánh Hồng Cảnh truyền thừa, hấp dẫn này ngay cả Thánh Hồng Cảnh cũng không bỏ qua. Siêu, siêu, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên lúc này bị ngăn cản, tu vị thực lực của bọn họ còn chưa đủ gia nhập vào hàng ngũ tranh đoạt. Dầm dầm dầm. Âm thanh nổ tung trầm thấp, không ít thân ảnh trực tiếp tự giết lẫn nhau. Ha ha, ta được rồi, cường giả viễn cổ Thánh Hồng Cảnh của thấp linh tộc truyền thừa, ta có được.
Lúc này một cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đến trước mặt linh hồn thể của cường giả thấp linh tộc, lúc đạo linh hồn công kích đầu tiên đánh tới, lập tức cười to không ngớt, cho rằng mình sẽ đạt được truyền thừa. Bành! Nhưng tên cửu nguyên đại viên mãn thấp linh tộc này chưa có nói xong, thân thể của hắn đã nổ tung, hắn không đạt được truyền thừa mà là một kích chí mạng, một kích lấy mạng. Mà người này so với đám người hô ác bất thuân, mà đạt ma là cường giả thánh hồng cảnh, bọn họ bị trọng thương còn nửa cái mạng, cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn nổ tung đầu óc, tan thành mây khói, chết gọn gàng triệt để. Rầm rầm rầm. Cùng một thời gian có không ít cường giả minh linh và nhân tộc cho rằng mình sẽ nhận được truyền thừa của cường giả thánh hồng cảnh, nhưng cuối cùng đều là bùa đòi mạng, một cửu nguyên hóa hồng và bát hóa hồng đều thần hồn câu diệt, hối hận đã không kịp. Rầm rầm rầm. Dưới kỳ ngộ cực lớn vẫn có người không buông tha, mang theo tâm lý may mắn nhận truyền thừa, nhưng kết quả lại thần hồn câu diệt. Mau lui lại, nhanh. Tất cả mọi người sợ hãi, nhiều cường giả thần hồn câu diệt đã làm không ít người lạnh lòng, nhưng người lao tới rất nhiều, nhưng lại đúng như lời thần linh Nhiễm Hồng đã nói, không phải ai cũng có thể đạt được truyền thừa. Hoàng Phủ Minh Long, Đạm Niệm, Tử Vi thần nữ đã ổn định thân thể, cũng không dám mạo hiểm nhiều. Họa phúc tương y, có gì sợ hãi, người ở nơi này vô số năm, truyền thừa không tiêu tan, có lẽ cũng muốn mang truyền thừa truyền xuống, truyền thừa cho ta nhất định không phụ truyền thừa, ta sẽ mang nó tung hoành thiên hạ. Rất nhiều cường giả không dám tiến lên, Độc Cô Ngạo Nam rốt cuộc tìm được cơ hội, trên gương mặt anh Tuấn góc cạnh vui vẻ, thân hình trực tiếp đi tới trước mặt linh hồn thể cường giả nhân tộc tu luyện linh hồn áo nghĩa. Truyền thừa cho ta nhất định không phụ truyền thừa. Truyền thừa cho ta nhất định không phụ truyền thừa. Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương ba người đều hành động, bọn họ xuất hiện trước mặt cường giả nhân tộc Thánh Hồng Cảnh có chung áo nghĩa với mình. Vào lúc này nhiều người chấn động, vừa rồi có không ít người thần hồn câu diệt, bởi vậy cũng không ai ngăn cản đám người Độc Cô Ngạo Nam, có lẽ trong mắt bọn họ, Bát Nguyên Đại Viên Mãn cùng Cửu Nguyên Đại Viên Mãn còn không chịu được truyền thừa, đám người Độc Cô Ngạo Nam cũng không thể đạt được. Ầm ầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bốn đạo linh hồn áo nghĩa công kích tiến vào mi tâm của đám người Độc Cô Ngạo Nam. Xoẹt. Trong ánh mắt không hảo ý của nhiều người, đám người Độc Cô Ngạo Nam không bị gì cả, mà linh hồn thể của bốn thánh hồng cảnh truyền thừa vào mi tâm bọn họ, bốn người thành công đạt được bốn phần truyền thừa. Nhận truyền thừa của ngươi, ta sẽ không phụ truyền thừa. Chẳng biết lúc nào, thân ảnh mẫu đơn xuất hiện cách đám người Độc Cô Ngạo Nam không xa, đường cong động lòng người cười tươi như hoa, cao quý trang nhã, làm người ta tim đập rộn ràng, hóa thành bản thể huyết linh mẫu đơn. Bản thể huyết linh mẫu đơn có huyết quang quanh quẩn, càng nhìn thấy máu lưu động bên trong, vẻ đẹp thêm mỹ này làm nhiều người mê muội, toàn thân tỏa ra khí huyết sát cổ quái làm nhiều người hãi hùng cây ết yêu ta ép phía. Lúc này trước mặt mẫu đơn là một biển máu, khí huyết sát hóa thành phong bạo ngập trời. Nương theo đó là từng tia chớp huyết sắc vần quanh, khu vực trung tâm là một đóa mẫu đơn tinh xảo đang chiếm giữ, linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn này mạnh hơn mẫu đơn gấp nhiều lần. Khí huyết sát trong biển máu hóa thành phong bạo, cuối bao phủ bản thể mẫu đơn vào trong đó, bản thể mẫu đơn không ngăn cản, lập tức tiến vào bên trong. Vì cái gì bọn họ đạt được truyền thừa? Vì sao chúng ta không thể? Nhất định không thể để chúng đạt được, thừa dịp truyền thừa không có dung hợp. Nhanh đoạt truyền thừa của bọn chúng. Trong tiếng nghị luận trầm thấp, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Bắc Cung Kình Thương, Đoan Mộc Khung Thiên bốn người đạt được thánh hồng cảnh truyền thừa, một ít cường giả nhân tộc của Thương Khung Minh đỏ mắt, nhìn không được trực tiếp ra tay với Độc Cô Ngạo Nam bốn người, muốn cướp đoạt truyền thừa của bốn người. Rầm rầm rầm. Nhưng còn chưa tiếp cận thân ảnh Độc Cô Ngạo Nam bọn bốn người, trên không trung có tử lôi giáng xuống. Khí tức hủy diệt bá đạo không kém gì thánh hồng cảnh, không có người nào chống cự được, toàn bộ bị đánh hình thần câu diệt. Ai muốn bị diệt tộc thì cứ thử xem, bất kể là ai, gỡ yêu ta ết không tha. Tiếng quát lăng lệ vang lên, Lục Lâm Thiên Đạp không đứng đó, ánh mắt đầy sát ý nhìn qua đám người ngấp nghé. Là Lục Lâm Thiên. Mau lui lại, không thể động tới Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối sẽ không nương tay. Động vào người bên cạnh Lục Lâm Thiên sẽ bị diệt tộc, mau lui lại. Lúc này rất nhiều người cảm thấy tim gan lạnh giá, hoàn toàn không dám tiến lên, lập tức rút lui, không dám đánh chủ ý truyền thừa người bên cạnh Lục Lâm Thiên nữa. Ai dám tới gần, g
gờ yêu ta ết không tha. Tiểu Long, Chu Thần Hy, Hổ Y ba người có Tử Hoàng, Tĩnh Thần công chúa, Lục Ngô tận lực bảo hộ bên trong. Giống. Thiên cầu gào thét, thân thể khổng lồ của nó lao về phía Lục Lâm Thiên. Tổ tiên ân sủng, giúp thiên cầu nhất tộc chúng ta quật khởi. Vào lúc này một lục nguyên hóa hồng cảnh trong thế giới thần thú biến thành thiên cầu to lớn, nhưng huyết mạch lại cực kỳ yếu kém, có chênh lệch rất lớn với thiên cầu viễn cổ, chỉ sợ không còn là tộc nhân thiên cầu nhất tộc chân chính. Giống. Hậu bối thiên cầu nhất tộc tới gần, thiên cầu gào thét, không ngờ buông tha Lục Lâm Thiên, ánh mắt ngây ngốc nhìn tên thiên cầu lục nguyên hóa hồng tới từ thế giới thần thú, sau đó đánh ra một đạo linh hồn công kích, sau đó tiến vào mi tâm của tên này. Lê Is tương đương. Lúc này Kim Huyền cùng Hắc Vũ đều hóa thành cửu diễm kim xí đại bằng và cửu thiên côn bằng, vỗ cánh gào thét trời cao, cả hai bay về phía linh hồn cường giả viễn cổ cửu diễm kim xí đại bằng cùng viễn cổ cửu thiên côn bằng, giống như Tiểu Long cùng Chu Thần Hy, cuối cùng cũng đạt được truyền thừa của tiền bối. Xíu, yêu yêu. Phong Du Du, Tử Yên, Nguyên Nhược Lan hành động, ba người dường như cảm giác được cái gì, cùng bay về Upsilon, T qua, ba thân ảnh huyền chuyển vượt qua trời cao. Cuối cùng cũng nhận được ba cường giả viễn cổ tiến vào cơ thể. Siêu, siêu. Trong khoảng thời gian ngắn, trong chủng tộc Minh Linh cũng có người đạt được cường giả viễn cổ của Minh Linh truyền thừa, đạt được truyền thừa, tuyệt đại bộ phận cũng không phải cường giả thế hệ trước, ngược lại đa số là người trẻ tuổi, trong đó có Ma Hoàng, bà Tu Mỹ Ngọc, La Mỹ bị Lục Kinh Vân đánh bại. Chí Tôn Điện không có hậu bối gì, cho nên không có đạt được truyền thừa. Ngược lại bởi vì tranh đoạt truyền thừa với người khác nên bị tiêu diệt không ít. Trong linh vật trời sinh chỉ có mẫu đơn và một linh vật trời sinh trong Thiên La Minh đạt được truyền thừa, thiên sinh linh vật muốn tìm được đồng tộc thật sự khó khăn, huống chi linh vật trời sinh tu vị càng cao, đồng loại của chúng càng thưa thớt. Giống như Thái Cổ U Minh Viêm, muốn tìm được đồng loại là chuyện không có khả năng. Hiểu rồi, ta hiểu rồi, muốn đạt được truyền thừa của những cường giả viễn cổ thánh hồng cảnh, trừ đồng tông đồng nguyên ra. Còn phải có thiên phú, những linh hồn thể cường giả viễn cổ thánh hồng cảnh đầu tiên sẽ dò xét, chỉ có gặp người thiên phú cực cao mới lưu truyền thừa, trái lại liền trực tiếp hủy diệt. Đạt được truyền thừa đều là đại thừa Niết Bàn, chỉ có thiên phú đại thừa Niết Bàn mới đạt được cường giả viễn cổ truyền thừa. Trong đội hình có nhiều người nghị luận, khi chỉ có một ít hậu bối đạt được truyền thừa, những người có nhãn lực cùng kiến thức bất phàm đã nhìn ra mánh khóe, chỉ có thiên phú cực cao mới có thể thuận lợi đạt được truyền thừa. Thiên phú không đủ vọng tưởng đạt được truyền thừa chỉ có kết cục thần hồn câu diệt. Kỳ thật trong thời gian ngắn, 28 cường giả viễn cổ thánh hồng cảnh đã bị thế lực các nơi tranh đoạt với nhau. Ồ, cướp truyền thừa. Lục Lâm Thiên nhìn thấy thần linh Nhiễm Hồng biến thành thần linh chân thân vượt qua không gian, hào quang rạng rỡ như thần thích, lúc này tiến tới linh hồn thể cường giả thú tộc viễn cổ. Thần linh Nhiễm Hồng thúc giục lực lượng thôn phệ kỳ dị, không ngờ cưỡng ép phá hủy linh hồn thể cướp truyền thừa ra. Cuối cùng lại kéo vào trong người của mình. Thần linh Nhiễm Hồng thật quỷ dị, chẳng lẽ là thiên phú của thần linh tộc sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên kinh ngạc, lập tức sắc mặt hắn chấn động, nói. Không thể có được truyền thừa, nhưng lại có thể thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên, hỗn độn âm dương quyết có thể thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên. Tổ tiên, ngươi truyền thừa giao cho ta đi. Trong thiên minh tộc có mấy bát nguyên cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn bảo hộ một đại hán đại thừa Niết Bàn. Lúc này xuất hiện trước linh hồn thể tổ tiên, muốn đạt được truyền thừa thừa nhận. Ầm ầm, mấy đạo tử kim lôi đình giáng xuống, mấy bát nguyên cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng không kịp phản ứng đã bị đánh thành cho tàn. Thân ảnh Lục Lâm Thiên phá không bay đi, đối với thiên minh tộc, bởi vì minh thương cho nên Lục Lâm Thiên không có hảo cảm gì, lúc này ra tay cũng không lưu tình. Chết! Trong thời gian này, cường giả viễn cổ thánh hồng cảnh của thiên minh tộc quát lớn. Ánh mắt không chút tình cảm đánh ra một chưởng ấn nóng bỏng vào người Lục Lâm Thiên. Bành! Lục Lâm Thiên dùng lôi điện ngăn cản, nhưng lại bị đẩy lùi. Trong thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên cười quỷ dị, trên MU bàn tay, thiên trụ giới xuất hiện đại hồn anh bay ra ngoài. Đại hồn anh đã thôn phệ nhiều cường giả, kể cả âm linh tộc ba tộc và hồn anh của Thánh Hồng Cảnh, khí tức của nó đã không dưới Thánh Hồng Cảnh, âm sát khí ngập trời làm người ta run như cầy sấy. Oanh! Đại hồn anh xuất hiện, lập tức bành trướng ngàn trượng, há mồm hấp thu linh hồn cường giả viễn cổ của thiên minh tộc vào bụng. Lúc đại hồn anh xuất hiện trên hư không, hàn khí ngập trời bao phủ các hướng, lập tức phóng thích sát khí khủng gây ết yêu ta ép. Hồn sát,
đó là hồn sát của Phi Linh Môn công chiếm Hồng Hoang Điện. Đây không phải phân thân của Lục Lâm Thiên sao, ta hiểu rồi, khó trách nhiều năm như vậy, không ai có thể tra được lai lịch và dấu vết của hồn sát, thì ra hồn sát chính là linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên chính là hồn sát. Thời điểm tranh đoạt Hồng Hoang Điện, Lục Lâm Thiên cho linh hồn phân thân đi ra tranh đoạt một tòa. Lúc Đại Hồn Anh xuất hiện, lập tức những người tham gia tranh đoạt Hồng Hoang Điện lúc trước đều nhận ra. Mà hồn sát thần bí bảo hộ Phi Linh Môn lại ở đây, hiện tại nó càng mạnh khủng gây S.I.O.T.A.F, đã có thể so sánh với Thánh Hồng Cảnh. Thật sự là linh hồn phân thân, không giống như linh vật trời sinh, quá quỷ dị. Thần linh nhiễm hồng áp chế và cướp linh hồn thể của cường giả viễn cổ của thú tộc, thần linh chân thân nhìn qua Đại Hồn Anh của Lục Lâm Thiên, ánh mắt chấn động, thần sắc khó mà tin nổi. Bảo vệ những người đạt được truyền thừa, không thể để xảy ra ngoài ý muốn. Trong hư không, phàm là người đạt được truyền thừa, gia tộc sau lưng hoặc đội hình cùng thế giới bảo hộ, sẽ không để những kẻ đó xuất hiện ngoài ý muốn, càng có thế giới hoặc gia tộc đưa hậu bối ưu tú đi tranh đoạt truyền thừa. Sau khi trải qua phong ba, trong hư không còn có số ít linh hồn thể không có ai đạt được, nhưng giờ phút này càng có cường giả Thánh Hồng Cảnh đi ra vây công. Oanh! Giữa không trung, nam tử mặc áo bào đen được nhiều cường giả Thiên La Minh bảo hộ, hắn lúc này tới gần linh hồn thể thực vật linh vật trời sinh, gốc thực vật màu đen này đánh ra một dây mây vào người nam tử áo đen, thân ảnh của nam tử áo đen hóa thành mảnh vỡ tán theo mảnh vỡ không gian, rõ ràng là tốc độ của hắn quá nhanh lưu lại tàn ảnh. Suy. Nam tử áo bào đen xuất hiện ở gần gốc thực vật, hắn chính là chân lý Niết Bàn Thích Thiên, thân ảnh của hắn sau khi xuất hiện, trong nháy mắt cũng tỏa ra năng lượng mênh mông, khí tức quỷ dị tỏa ra, bao phủ cả phiến không gian, khí tức này cực kỳ quái dị, sinh ra thánh quang Phật khí hạo nhiên chính khí, làm lòng người nhộn nhạo. Khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ, chỉ cần giác ngộ, ta có thể chấm dứt thống khổ cho ngươi. Tiếng nói vang lên. Khí tức quỷ dị kia làm người ta có xúc động buông bỏ đồ đập lập địa thành Phật, rất khó sinh lòng phản kháng trước khí tức này, có thể mê hoặc tâm trí người ta trong vô hình. Không biết vì sao linh vật trời sinh ra trong vô hình bị áp chế gì đó, khí tức trì trệ, linh hồn bổn nguyên của nó bao quanh người Thích Thiên. Thích Thiên tỏa ra khí tức thánh khiết, hắn nương theo thông đạo không gian, trực tiếp hấp thu linh hồn bổn nguyên của thực vật linh vật trời sinh, hắn nhanh chóng thôn phệ vào trong người của mình. Lục Lâm Thiên nghi hoặc, bản thể Thích Thiên không biết là cái gì, cả Thương Khung Minh cũng không điều tra được, nhưng không hề nghi ngờ, bản thể Thích Thiên quá mức khủng bố, những năm gần đây, khi thực lực hắn tăng cường thì càng khủng bố. Trên không trung, Mạc Trường Lăng đang kịch chiến với Cửu U Hắc Diễm kịch liệt, nhưng mặc cho Mạc Trường Lăng thủ đoạn ngập trời cũng không làm gì được Cửu U Hắc Diễm, thậm chí không chiếm được tiện nghi, không ngừng bại lui. Khí tức Cửu U Hắc Diễm còn mạnh hơn cả Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn thú, thân là linh hồn bổn nguyên linh vật trời sinh đã khó đối phó như thế, người thường không cách nào tới gần. Thực cho rằng ta không cách nào làm gì được tử vật như ngươi sao, mặc cho ngươi đã đặt một chân vào hư vô cảnh thì như thế nào, hiện tại cũng là tử vật thôi. Mạc Trường Lăng bị đẩy lui, thần sắc không quá dễ nhìn, lập tức hét lớn một tiếng, quanh người sinh ra khí nóng, khí tức nóng bỏng tản ra. Rất nhiều cường giả hóa hồng cảnh chung quanh cảm thấy huyết dịch sôi trào, linh hồn cảm giác khí tức hủy diệt. Rầm rầm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, những nơi khí tức hủy diệt đi qua, tất cả mọi thứ lúc này hóa thành sa mạc bao phủ hư không, lúc này Hắc Viêm nhanh chóng vây khốn Cửu U Hắc Diễm vào bên trong. Diệt Thế Thiên Diễm Sa. Không ít ánh mắt kinh hãi, thân ảnh tránh xa Diệt Thế Thiên Diễm Sa, một khi chạm vào, bọn họ chắc chắn phải chết. Ngao ngao. Trong Diệt Thế Thiên Diễm Sa, thân ảnh Mạc Trường Lăng đã sớm dung nhập vào trong đó, chín tiếng long ngâm vang lên, chín đạo hào quang nóng bỏng mang theo bảo cát, mang theo nhiệt độ bao phủ Cửu U Hắc Diễm. Ầm ầm. Chung quanh Cửu U Hắc Diễm là hỏa diễm màu đen khủng bố, nhiệt độ hủy diệt truyền ra, cũng không phải Mạc Trường Lăng có thể dễ dàng đối phó, nếu Cửu U Hắc Diễm ở thời kỳ toàn thịnh, sợ rằng Mạc Trường Lăng cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ có điều Cửu U Hắc Diễm cũng là tử vật. Lại là linh hồn bổn nguyên, thậm chí là tín niệm hoặc là tàn niệm còn sót lại trong linh hồn bổn nguyên mà thôi, qua một thời gian đã không cách nào ngăn cản được hỏa diễm màu đen chung quanh. Cửu U Hắc Diễm không ngừng bị hỏa diễm màu đen ăn mòn, dần dần sắp lộ ra bản thể Cửu U Hắc Diễm không quá lớn. Khắc khắc xxxxxx, tử vật chính là tử vật, rốt cuộc không thể kéo dài thời gian dài.
Mạc Trường Lăng cười khặc khặc, ánh mắt đầy tham lam. Thời điểm Mạc Trường Lăng tham lam thu tay, trong phạm vi diệt thế thiên diễm xa không người nào dám tới gần, bỗng dưng một đạo lôi điện màu tím nện xuống. Rầm rầm, lôi điện màu tím không ngừng oanh kích, không gian nổ ầm ầm, cuối cùng vạn vật bị hủy diệt, ngăn cản Mạc Trường Lăng tiếp cận cửu u hắc diễm. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn chết. Tử Kim Huyền Lôi oanh kích, ai cũng đó là Lục Lâm Thiên làm, Mạc Trường Lăng vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng đình chỉ công kích. Hôm nay tuyệt không buông tha ngươi. Mạc Trường Lăng gào to, lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lục Lâm Thiên cười lạnh, hắn lập tức thúc giục Tử Kim Huyền Lôi nện thẳng vào Mạc Trường Lăng. Trong phạm vi hỏa diễm của diệt thế thiên diễm xa xé mở bầu trời, đột nhiên ánh mắt mọi người kinh ngạc, hào quang màu xanh xuất hiện trong phạm vi hỏa diễm màu đen. Hỏa diễm màu xanh này có nhiệt độ khủng gây Eota ép sánh ngang diệt thế thiên diễm xa, cửu u hắc diễm, nhưng có khác biệt cực lớn, rõ ràng cho thấy cấp độ của nó còn trên cả cửu u hắc diễm cùng diệt thế thiên diễm xa. Đó là U Minh. Trong nháy mắt, đám người Thích Thiên, thần linh Nhiễm Hồng nhìn thấy hỏa diễm màu xanh xuất hiện. Ánh mắt run lên, hỏa diễm màu xanh kia với một ít người không xa lạ gì. Hỏa diễm màu xanh nhanh chóng áp chế diệt thế thiên diễm xa và cửu u hắc diễm. Hỏa diễm màu xanh này tự nhiên là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, Lục Lâm Thiên nhìn thấy Mạc Trường Lăng muốn đánh chủ ý cửu u hắc diễm, tự nhiên sẽ không để hắn thỏa mãn. Thái cổ U Minh Viêm vốn là chí tôn trong linh vật trời sinh, càng là vương giả tuyệt đối trong hỏa diễm, có thể luyện hóa tất cả hỏa diễm cho mình sử dụng. Lục Lâm Thiên dựa vào hỗn độn âm dương quyết, muốn đỡ Upsilon.ng vào cửu u hắc diễm quá khó khăn, cho nên phải vận dụng linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm. Lục Lâm Thiên, vương bát đản, ngươi dám nhúng chàm cửu u hắc diễm, ta không buông tha ngươi đâu. Trong nháy mắt Mạc Trường Lăng phát hiện Lục Lâm Thiên muốn cướp cửu u hắc diễm của mình, giờ phút này hắn làm sao không biết U Minh chính là linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên chứ. Oanh! Mạc Trường Lăng quát lớn. Diệt thế thiên diễm xa bắn ra nham thạch nóng chảy vào thân ảnh trong hỏa diễm màu xanh, những nơi đi qua không gian hóa thành hư vô. Mạc Trường Lăng, cút ngay. Hậu Khánh Lâm quát lớn, một cái động sâu cực lớn xuất hiện ngăn cản trước người thân ảnh trong hỏa diễm màu xanh, cái động sâu này giống như hung thú há mồm thôn phệ tất cả. Rầm rầm. Trong không gian động sâu này nuốt tất cả mọi thứ, thôn phệ thiên địa phá hủy tất cả, cũng thôn phệ cả dung nam nóng chảy kia vào trong. Hậu Khánh Lâm, ta không bỏ qua cho ngươi đâu, các ngươi mau tới đây giúp ta một tay. Mạc Trường Lăng sốt ruột, cửu u hắc diễm là vật hắn phải chiếm được, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ duyên này, nhưng bản thân đang bị Tử Kim Huyền Lôi oanh kích, căn bản không thể thoát thân tranh đoạt cửu u hắc diễm. Siêu, siêu. Khi Mạc Trường Lăng quát lớn, lập tức Thao Thiết, Đào Một, Thiên Tý Tu La Nữ và Hộ Ác Bất Thuân hai người bị trọng thương lao tới. Cút ngay. Hư Thiên Thánh Cô, Hoàng Phủ Minh Long, Cửu Ảnh Hồng Tôn, Nhược Trọc Ảnh Cô, Kim Bằng Hồng Tôn, Vân Bằng Hồng Tôn đều trực tiếp đứng ra ngăn cản Thao Thiết, Đào Ngột. Dùng thực lực chí tôn điện hiện tại, Hộ Ác Bất Thuân, Thiên Tý Tu La Nữ đã có thương thế, căn bản khó mà chống lại cường giả thương khung minh. Nếu không phải bởi vì vừa tranh đoạt truyền thừa của cường giả viễn cổ Tu La nhất tộc, lúc này Hồng Vũ, Càn Khôn Thiên Tôn, Tử Vi Thần Nữ đang dây dưa với người Thiên La Minh. Chỉ sợ người chí tôn điện càng thảm. Rầm rầm. Thái cổ U Minh Viêm bao bọc toàn thân, cửu u hắc diễm bị thái cổ U Minh Viêm hấp thu từ từ, đột nhiên cửu u hắc diễm tỏa ra uy áp khủng bố, nó muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy trốn sao, đã chậm. Vào lúc này thân ảnh trong hỏa diễm màu xanh hét lớn, hỏa diễm chung quanh lập tức áp bách cửu u hắc diễm, nhanh chóng vây khốn linh hồn bổn nguyên của nó. Ngao ngao. Nương theo ưu thế khủng bố, cửu u hắc diễm bị áp chế quá mạnh, trực lúc này bị hỏa diễm màu xanh cắn nuốt không tồn tại. Mạc Trường Lăng hao tổn tâm cơ để đạt được cửu u hắc diễm, bây giờ lại bị Lục Lâm Thiên nhúng chàm, không những thế còn đoạt trên tay, Mạc Trường Lăng vô cùng tức giận. Lục Lâm Thiên chính là U Minh chính là Lục Lâm Thiên, linh vật trời sinh này là linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên tuyệt đối không chỉ có một linh hồn phân thân, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Lục Lâm Thiên quá quỷ dị, lượng một người chiếm danh ngạch ba tòa Hồng Hoang Điện. Khi thái cổ U Minh Viêm xuất hiện, từng ánh mắt biến hóa, sau khi cây Eota ép sợ lại nghĩ ra nguyên nhân,
mà Lục Lâm Thiên có thủ đoạn khủng bố làm mọi người khó tin, ngay cả Hậu Khánh Lâm, Tử Vi thần nữ cũng ngạc nhiên không nhỏ. Mà người Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh lúc này mới biết được, lúc trước trong tranh đoạt Hồng Hoang Điện, Lục Lâm Thiên một người lấy được 3 tòa Hồng Hoang Điện, thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đương nhiên, hiện tại không có kẻ nào dám đi lên gây phiền toái, không nói thực lực của Lục Lâm Thiên bây giờ, huống chi tranh đoạt Hồng Hoang Điện cũng không có văn bản quy định nói Lục Lâm Thiên phạm quy, mọi người lúc này chỉ cây ết yêu ta ép sợ thủ đoạn của Lục Lâm Thiên mà thôi. Trả cửu U Hắc Diễm cho ta, Vương Bát Đản, trả lại cửu U Hắc Diễm cho ta. Trong Diệt Thế Thiên Diễm Xa có tiếng của Mạc Trường Lăng vang lên, hắn rất tức giận. Mạc Trường Lăng, ngươi không có bổn sự lấy cửu U Hắc Diễm thì trách ai? Hậu Khánh Lâm cười nhạo, lập tức ngăn cản đường Mạc Trường Lăng tiến lên. Mạc Trường Lăng, ngươi cũng không làm gì được ta đâu. Lục Lâm Thiên cười lạnh, hắn thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh không ngừng giáng Tử Kim Huyền Lôi xuống, cho dù Mạc Trường Lăng nổi giận cũng không làm gì được Lục Lâm Thiên cùng Hậu Khánh Lâm hai người, vẫn thúc thủ vô sách mà thôi. Trong hư không, 28 linh hồn cường giả viễn cổ truyền thừa, hoặc linh hồn bổn nguyên bị người ta đoạt, toàn bộ hư không cũng chỉ còn lại Mạc Trường Lăng cùng Thiên Tý Tu La Nữ đang giao phong, bởi vì Chí Tôn Điện Hộ Ác Bất Thuần hai người và Thiên Tý Tu La Nữ bị thương, Dạ Si Hồn Tôn vẫn lạc, lúc này bị Thương Khung Minh áp chế lâm vào hạ phong. Chư vị, các ngươi liều ngươi chết ta sống, Thiên La Minh ta vốn nên cao hứng, nhưng nơi này vẫn còn nguy hiểm, lúc này mọi người nên liên thủ thì hơn. Trên không trung thần linh Nghiễm Hồng nhìn thấy Hậu Khánh Lâm, Mạc Trường Lăng sắp đại chiến, sau đó nói với Nhược Linh Thánh Nữ đang giao thủ với Ma Đạt Ma. Các vị Thiên La Minh lui ra đi, hiện tại không phải thời điểm tranh đấu ngươi chết ta sống. Bành bành! Khi thần linh Nghiễm Hồng nói xong, đám người Ma Đạt Ma dù tức giận vẫn lui ra. Hậu Khánh Lâm, Lục Lâm Thiên, trả cửu U Hắc Diễm cho ta, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Mạc Trường Lăng gào lên, hắn đã giận dữ ngập trời. Mạc Trường Lăng, ngươi có bản lĩnh thì tới đây, nhưng ngươi không có thực lực đó. Hậu Khánh Lâm cười to, lúc này hắn liên thủ với Lục Lâm Thiên cũng không sợ Mạc Trường Lăng. Mạc Trường Lăng, Hậu Khánh Lâm và Lục Lâm Thiên liên thủ, ngươi không thể làm gì, tội gì tiêu hao nguyên lực, muốn giải quyết ân oán, vào trong cũng không muộn. Thần linh Thiên Kỳ ngưng trọng nhìn vào sâu trong hư không, lập tức nhìn Diễm Xa Diệt Thế Mạc Trường Lăng cùng Hậu Khánh Lâm đang giằng co, nói với Mạc Trường Lăng cùng Hậu Khánh Lâm. Hậu Khánh Lâm, các người đừng ra tay, mọi người liên thủ mới có hy vọng đi đến cuối cùng, người Chí Tôn Điện nếu chết hết cũng chưa chắc là chuyện tốt, các người tiếp tục động thủ, Thiên La Minh chúng ta không đứng nhìn đâu. Ha ha, có người muốn dây dưa không bỏ mà thôi. Lục Lâm Thiên cười ha ha, cửu U Hắc Diễm đã tới tay, Đại Hồn Anh cùng bản thể cũng có thu hoạch, tuy chế trụ Mạc Trường Lăng, nhưng Mạc Trường Lăng cũng khó đối phó, muốn đánh chết cũng không có khả năng, huống chi nơi này nguy hiểm quá nhiều. Lục Lâm Thiên không ngu như vậy. Lục Lâm Thiên, Hậu Khánh Lâm, khoản nợ này ta sẽ tính sau. Mạc Trường Lăng gào thét, lúc này hắn cũng biết Chí Tôn Điện khó chống lại Thương Khung Minh, nếu Thiên La Minh có ý áp chế Thương Khung Minh, sợ rằng Hậu Khánh Lâm cũng không bỏ qua. Thời gian linh khí. Đột nhiên ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào tay thần linh Thiên Ki, trong tay thần linh Nghiễm Hồng có linh khí vòng tròn, thời gian loại y sinh ra gợn sóng. Rõ ràng cũng là một kiện thời gian linh khí, từ khí tức mà nhìn, Lục Lâm Thiên không khó biết đây là thời gian linh khí, tuyệt đối không dưới thiên trụ giới của hắn. Lục Lâm Thiên nhìn rõ, thần linh Nghiễm Hồng đã thu không ít người Thiên La Minh đạt được truyền thừa và thích thiên vào trong thời gian linh khí này. Chí Tôn Điện chỗ tốt gì cũng không có, giờ phút này nhìn Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh, nội tâm biệt khuất không thôi. Trong hư không nguy hiểm. Mọi người trong thời gian ngắn nên liên thủ với nhau, được chứ? Đã có thời gian linh khí thu hồi người của mình, thần linh Nghiễm Hồng nhìn Lục Lâm Thiên cùng Mạc Trường Lăng, cũng không có để ý nhiều mặt khác cường giả, đối mặt cường giả đỉnh phong khắp nơi, thần linh Nghiễm Hồng vẫn lạnh nhạt, loại lạnh nhạt này thành lập trên tự tin tuyệt đối. Ta không có vấn đề. Lục Lâm Thiên lên tiếng, lúc này dùng thực lực của Thương Khung Minh không cần quá trốn tránh Thiên La Minh cùng Chí Tôn Điện, liên thủ hay không cũng không sao. Tất cả đi vào thôi, nếu dám cướp đồ của lão tử, vậy cũng đừng trách ta không cho mặt mũi, đến lúc đó cùng lắm thì cá chết lưới rách. Mạc Trường Lăng quát, lúc này ánh mắt hữu ý vô ý nhìn qua Lục Lâm Thiên, giống như có thể bầm Lục Lâm Thiên thành vạn đoạn. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên không quan tâm nhiều tới Mạc Trường Lăng, giờ này khắc này,
Lục Lâm Thiên không thèm so đo với Mạc Trường Lăng làm gì, mặc dù mình trước mắt không thể làm gì Mạc Trường Lăng, nhưng mà hắn cũng không cần sợ. Ngược lại thần linh Nhiễm Hồng lại làm Lục Lâm Thiên nghi hoặc, thần linh Nhiễm Hồng cũng nhận được năng lượng truyền thừa, nhưng thần linh Nhiễm Hồng không vội vã luyện hóa, còn có thể áp chế lực lượng truyền thừa, đây tuyệt đối không phải người thường làm được, ít nhất Lục Lâm Thiên biết rõ Tiểu Long, Nguyên Nhược Lan, Phong Du Du không làm được, chính mình làm được là bởi vì vận chuyển hỗn độn âm dương quyết âm thầm luyện hóa, muốn nói cách khác áp chế năng lượng to lớn như thế, thật sự không có. Trong hư không bao la, từng thân ảnh bay tới, tất cả cường giả đều phải cẩn thận, cũng không dám buông lỏng, đã đến nơi này, hư không bao la rất quỷ dị, bỗng nhiên xuất hiện sương mù rất lớn. Sương mù này quỷ dị, có thể ngăn cách linh hồn dò xét, cẩn thận đấy. Trong sương mù, không ít cường giả đã lớn tiếng nhắc nhở người bên cạnh đề phòng, sương mù này quá quỷ dị. Sương mù này có từ thời thiên địa sơ khai, tên là hỗn độn chọc vụ, nhất định phải cẩn thận. Hư Thiên Thánh Cô nói khẽ với người bên cạnh. Hỗn độn chọc vụ, thứ này bất phàm, khó trách có thể ngăn cách dò xét, ngay cả chúng ta cũng không thể làm gì. Hậu Khánh Lâm trầm giọng nói. Thứ này ta từng nghe sư phụ nói qua, nói hỗn độn chọc vụ này cực kỳ quỷ dị, nhưng đã sớm biến mất trong thiên địa, không biết vì sao nơi này vẫn tồn tại. Nhược Linh Thánh Nữ vừa đi vừa nói. Nhị sư tỷ, hỗn độn chọc vụ có thể đối phó không? Tử Vi Thần Nữ hỏi Nhược Linh Thánh Nữ. Nhược Linh Thánh Nữ lắc đầu, nói. Tuy ta vô tình nghe sư phụ nói qua, nhưng thực sự không biết làm thế nào đối phó hỗn độn chọc vụ, cũng không biết trong hỗn độn chọc vụ có nguy hiểm gì, tóm lại mọi người cẩn thận. Ồ, người đâu? Người đâu rồi, vì sao không gặp? Cẩn thận, trong sương mù này có ảo trận hoặc là không gian chi lực. Trong đám người, không ít người kêu lên, không ít người phát hiện người bên cạnh mình biến mất một cách quỷ dị, thần không biết quỷ không hay. Không gian chi lực hoặc ảo trận. Lục Lâm Thiên nhìn hỗn độn chọc vụ chung quanh, vừa mới nghe đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ nói thế, mọi người biến mất không dấu vết, biến mất không một tiếng động, thậm chí Lục Lâm Thiên còn không phát hiện ra động tĩnh. Biến hóa quỷ dị này Lục Lâm Thiên cảm thấy ngưng trọng, đầu óc thanh tỉnh, Lục Lâm Thiên có thể khẳng định mọi người bị lạc, trong hỗn độn chọc vụ này chỉ sợ có không gian chi lực hoặc ảo trận, hơn phân nửa bà viễn cổ ảo trận cường hãn, bằng không sẽ không có tác dụng quỷ dị như thế. Nơi đây quỷ dị, nhất định phải cẩn thận. Lục Lâm Thiên quan sát chung quanh, không biết nguy hiểm nào sẽ tới. Thời gian từ từ trôi qua, Lục Lâm Thiên tìm kiếm vẫn không gặp người nào. Giống như tất cả đã biến mất trong không gian, Lục Lâm Thiên đoán chừng đã đi mười mấy canh giờ vẫn không tìm ra manh mối. Nhất định là lâm vào mê trận, nếu không sẽ không như vậy, chính mình hãm sâu vào trong đó, không cách nào thoát ra được. Lục Lâm Thiên dò xét chung quanh, Lục Lâm Thiên đã xác định bản thân mình hãm sâu vào trong ảo trận. Suy tư một lát, Lục Lâm Thiên quyết định luyện hóa linh hồn bổn nguyên và lực lượng truyền thừa, chờ thực lực tiến bộ lại quyết định. Gọi Tử Lôi Huyền Đỉnh ra, Lục Lâm Thiên tiến vào trong đó, dùng bản thể Tử Lôi Huyền Đỉnh bảo hộ, tăng thêm Tử Lôi Huyền Đỉnh là bán thánh khí, cho dù có nguy hiểm tới gần, Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng sẽ tự động phản ứng, cho dù người mạnh hơn hắn, Lục Lâm Thiên cũng không sợ bất luận kẻ nào dám đánh chủ ý lên Tử Lôi Huyền Đỉnh, bởi vậy cũng yên tâm tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trong không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Lâm Thiên tiến vào Thiên Trụ Giới tầng thứ 9, dứt khoát luyện hóa năng lượng khổng lồ. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp, trước tăng cường thực lực rồi nói sau. Thời gian từ từ trôi qua, trong Thiên Trụ Giới, Lục Thiểu Du bị bao phủ trong đồ án âm dương, cuối cùng chung quanh xuất hiện đồ án âm dương rất huyền ảo. Như vậy hơn 10 canh giờ sau, Lục Lâm Thiên cảm giác mình như tiến vào cấp độ khác. Đồ án đen trắng trên người hắn biến mất, Lục Lâm Thiên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt bắn ra hào quang đen trắng, khí thế mênh mông như núi, bàng bạc như biển. Nếu lúc này có thánh hồng cảnh nào khác nhìn thấy, nhất định sẽ rung động thật sâu, bởi vì khí tức của Lục Lâm Thiên đã có thể so với thánh hồng cảnh bình thường. Hiện tại, có lẽ đối mặt với Mạc Trường Lăng vẫn có thể đánh một trận. Cảm giác biến hóa trong người, Lục Lâm Thiên đánh ra một đấm, hắn cảm nhận được chỗ tốt từ năng lượng và linh hồn lực của cường giả viễn cổ. Lục Lâm Thiên biết rõ, cho dù đối mặt Mạc Trường Lăng là cường giả trong thánh hồng cảnh cũng có thể đánh chính diện. Cường giả viễn cổ quá khủng bố, linh hồn bổn nguyên truyền thừa đã mạnh như vậy rồi. Điều này cũng làm cho Lục Lâm Thiên ngạc nhiên vì sao cường giả thánh hồng cảnh thời viễn cổ mạnh như thế,
chỉ linh hồn bổn nguyên đã mạnh tới mức này, còn giúp hắn đạt được chỗ tốt kinh người, điểm này vượt qua dự đoán của Lục Lâm Thiên. Hơn 300 ngày, bên ngoài đã qua mấy ngày, không biết có thể đi ra ngoài hay không. Lục Lâm Thiên thu hồi nắm đấm, hắn lập tức ra khỏi thiên trụ giới. Trong hỗn độn chọc phụ, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuyên qua hư không, cũng không tìm kiếm cái gì, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, Lục Lâm Thiên đang dò xét mê trận nơi đây. Tại sao có thể như vậy, nhất định sẽ có biện pháp. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, sau đó hắn bừng tỉnh, nói. Ta hiểu rồi, thật thật giả giả, nửa thật nửa giả, tốt cho một hỗn độn chọc phụ, làm cho người ta nửa tỉnh nửa ngủ, thiệt giả khó phân biệt, trong hỗn độn thế này sẽ che tầm mắt, che tâm thần, phong tỏa linh hồn, thế nào cũng không cách nào đi ra ngoài, chỉ có ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ hành sinh vạn vật, tất cả không thể ly khai bản chất, hỗn độn chọc phụ cũng thế. Vừa dứt lời, ánh mắt Lục Lâm Thiên khép hờ, khe hở âm dương hiện ra, hư không chung quanh chấn động rất huyền ảo. Rầm rầm rầm, âm thanh nổ tung vang lên liên tiếp, đồ án âm dương không ngừng tách ra, trong đầu Lục Lâm Thiên có cảm giác mê muội, lập tức không gian nhộn nhạo, hỗn độn chọc phụ tiêu tán. Lục Lâm Thiên mở mắt ra, hư không đã từ từ khôi phục, chung quanh xuất hiện không ít thân ảnh, đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô, nhị sư tỷ Nhược Linh Thánh Nữ, bát sư huynh Lão Ảnh đứng cách đó không xa. Thậm chí không gian chung quanh không có biến hóa, không ngờ tất cả chỉ là trong mơ, bọn họ vẫn đang cho rằng mình đang đi lại, nhưng thật sự bọn họ vẫn đứng yên. Thậm chí không gian chung quanh không có biến hóa, tất cả chỉ là cảnh vật trong mơ, không có gì là thật. Đi ra, rốt cục đi ra. Trong không gian chung quanh, hỗn độn chọc phụ biến mất, từng ánh mắt chấn động, trong lòng thở ra một hơi. Hô, thật thật giả giả, giả giả thực thực, nửa tỉnh nửa mê. Hỗn độn chọc phụ thật lợi hại. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, vừa rồi là ảo cảnh, nhưng mình luyện hóa linh hồn bổn nguyên của cường giả viễn cổ lại là sự thật. Hỗn độn chọc phụ thật thật giả giả, nửa tỉnh nửa mơ, làm cho người ta tin tưởng mình đang tỉnh, nhưng không ngờ mình đang ở trong mê trận, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Hỗn độn chọc phụ quá lợi hại. Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Tử Vi Thần Nữ thở ra, hỗn độn chọc phụ quá nguy hiểm. Mặc dù biết chính mình bị nhốt, nhưng là bất lực. Khi hỗn độn chọc phụ bị phá, đám người Thiên La Minh cùng Chí Tôn Điện dần dần thoát khỏi hỗn độn chọc phụ, không ít người phát hiện khe hở âm dương đen trắng chính là do Lục Lâm Thiên phá hỗn độn chọc phụ, điểm này làm mọi người ngạc nhiên. Trong Thiên La Minh, thần linh Nhiễm Hồng nhìn Lục Lâm Thiên, trên mặt mang theo thần sắc ngưng trọng, nói: "Cảm ơn Lục soái phá hỗn độn chọc phụ, nếu không mọi người sẽ phiền toái." Có thể nói cái người ở đây đều thiếu nhân tình của Lục soái. Khách khí. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, nhìn thần linh Nhiễm Hồng, chẳng biết tại sao trong lòng có cảm giác khó hiểu, cảm giác này khó nói thành lời, nhưng nó vẫn tồn tại, không bỏ qua được. Hừ, mèo mù vớ chuột chết mà thôi, đừng tưởng rằng tất cả mọi người thiếu nhân tình của ngươi, khách khí một câu lại thật sự thiêu ta ép vàng lên mặt của mình. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, tiếng nói châm chọc vang lên. Nhìn theo người nói, Lục Lâm Thiên thấy đó là người Chí Tôn Điện nhân số không nhiều, cuối cùng nhìn vào Thao Thiết, đứng chắp tay, áo bào xanh chấn động, ngữ khí lạnh nhạt nói. Thao Thiết, nếu ngươi dập đầu bồi tội, ta sẽ xem xét buông tha ngươi lần này. Lục Lâm Thiên nói xong, rất nhiều người chấn động, lời nói ác liệt như thế, chỉ sợ Lục Lâm Thiên không buông tha Thao Thiết. Thao Thiết là người phương nào, nó là tồn tại từ viễn cổ, trong thiên địa này người có thể so với nó rất ít. Biết rõ Lục Lâm Thiên bất phàm và lợi hại, nhưng nó tuyệt đối không muốn bị Lục Lâm Thiên khinh miệt. Huống chi Thao Thiết cũng biết Lục Lâm Thiên tuy lợi hại, nhưng cũng không thể làm gì được hắn, nhưng dường như cũng có chút cố kỵ, ánh mắt âm thầm đảo qua, lập tức cười to, nói. Khặc khặc xxxxxx, Lục Lâm Thiên, ngươi tính toán là thứ gì, đừng tưởng rằng có thể đánh một trận với Thánh Hồng Cảnh là có thể làm gì được ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, nếu không phục, một mình đánh một trận. Cũng không ai che chở ngươi. Ngươi không phải sợ sư tỷ sư huynh của ta sao? Lục Lâm Thiên cười lạnh, Thao Thiết cố kỵ Lục Lâm Thiên biết rõ, mắt thấy Thao Thiết quát. Cút ra đây cho ta cam đoan không có ai nhúng tay vào, hôm nay không hảo hảo giáo huấn nhiệt xúc ngươi, ta lập tức rời khỏi thương khung bí cảnh. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, bản Hồng Vương xem ngươi làm sao gây khó dễ ta. Khi Thao Thiết dứt lời, thân ảnh của hắn lướt đi. Nguyên lực chấn động rất mạnh, lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên.
Chí Tôn Điện Hồng Vương bài danh thứ 5, chỉ dưới Thiên Tý Tu La Nữ, ta mượn ngươi nghiệm chứng một chút. Lục Lâm Thiên cười lạnh, lúc ở trong hỗn độn chọc vụ nửa thật nửa giả, nhưng hắn đã luyện hóa năng lượng truyền thừa của Thánh Hồng Cảnh là thật, tuy đã sớm đạt tới cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong, nhưng Lục Lâm Thiên có cảm giác mình tiến bộ thật lớn, thao thiết trong 9 đại hồng vương của Chí Tôn bài danh thứ 5, Thánh Hồng Cảnh có thực lực cường hoành, dễ dàng nghiệm chứng thực lực của mình. Xoẹt. Thời điểm thao thiết lao tới trước mặt Lục Lâm Thiên, thân ảnh Lục Lâm Thiên nhảy lên, lập tức không gian loạn lưu bùng nổ. Lục Lâm Thiên, ngươi chưa đủ tư cách đối phó bản Hồng Vương. Thời điểm thao thiết lao tới, thân thể thao thiết bộc phát hùng uy ngập trời, trong mắt bắn ra hung quang, nguyên lực ngập trời, bùng nổ như phong bạo, hắn đánh một quyền vào người Lục Lâm Thiên. Có tư cách hay không, ngươi thử sẽ biết. Lục Lâm Thiên cười to, thân ảnh không lùi mà tiến tới, không nhường thao thiết chút nào, lập tức đánh ra một quyền, năng lượng kinh tâm động phách bùng nổ. Đạp đạp. Cả hai va chạm nhau, thao thiết to lớn bị đẩy lui ra phía sau, ánh mắt hung hãn của thao thiết đầy ngạc nhiên, hắn nghĩ thầm. Ồ, thực lực Lục Lâm Thiên vì sao mạnh thế? Thao thiết, Hồng Vương bài danh thứ 5, không gì hơn thế này. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, hắn nhân cơ hội này lập tức lao thẳng về phía thao thiết, kim quang bộc phát, đánh ra một quyền. Linh Vũ Quyết, một quyền mang theo kim quang đánh thẳng vào người thao thiết. Thao thiết hung ấn. Đối mặt một quyền của Lục Lâm Thiên, thao thiết muốn tránh cũng không được, lập tức trưởng ấn đánh nát hư không. Oanh! Trên hư không, quyền trưởng chạm nhau, toàn bộ không gian chấn động, năng lượng phong bạo bộc phát. Phụt! Thao thiết phun huyết phụ, kêu rên đồng thời, bước chân lảo đảo lui ra sau vài chục bước, sắc mặt cây Ethiota ép sợ nhìn Lục Lâm Thiên, hắn là Thánh Hồng Cảnh, Lục Lâm Thiên chỉ là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Nhưng giờ phút này Thánh Hồng Cảnh như hắn vừa đối chiến hai chiêu với Lục Lâm Thiên đã bị trà đạp, đây chính là đả kích lớn với nhân vật tung hoành 3.000 đại thế giới như hắn. Linh hồn công kích xung hợp vật chất công kích, Lục Lâm Thiên quá quỷ dị. Nhiều người cảm thán Lục Lâm Thiên quá mạnh và quỷ dị. Ngao! Thao thiết lúc này hóa thành bản thể khổng lồ, lực lượng và khí thế tăng vọt, đám người phong hành thiên chủ, vạn độc chí tôn, băng thiên, tử hoàng cũng hít khí lạnh. Thánh Hồng Cảnh quả nhiên mạnh hơn cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong quá nhiều. Nghiệt xúc, vận dụng bản thể thì sao, ha ha, hôm nay phải đùa chết ngươi. Lục Lâm Thiên ngửa mặt lên trời cười to, thân ảnh của hắn lướt đi, thân thể xuyên qua không gian. Xùy tương đương kéo kéo. Lúc này hắn thúc giục thanh linh khải giáp hổ biến, lân phiến bao bọc thân thể, toàn thân tỏa ra màu xanh và điện quang vần quanh, chỉ trong nháy mắt Lục Lâm Thiên hóa thành cự hổ lớn ngàn trượng. Hoàn toàn không nhỏ hơn thao thiết. Hừ, nhìn thấy Lục Lâm Thiên biến thành thân hổ, đôi mắt hung tàn của thao thiết đầy dữ tợn, lập tức đánh ra một chảo trấn áp Lục Lâm Thiên. Một chảo này lăng lệ xé rách không gian trước mặt Lục Lâm Thiên, sau đó bắn thẳng vào đầu Lục Lâm Thiên, xem ra thao thiết đã không nhịn nổi nữa rồi. Nhất quyền trấn bát hoang. Thân hổ đứng thẳng, Lục Lâm Thiên quát lớn, hắn không ngừng thôn phệ năng lượng không gian chung quanh. Tự dưng khí thế bá đạo lăng lệ, vung tay xuất quyền vào vùng không gian, hắn tiếp một chảo của thao thiết. Ầm ầm, âm thanh nổ tung trầm thấp, uy thế đáng sợ bùng phát dữ dội, một chảo của thao thiết nghiền nát tất cả, năng lượng khủng bố như hồng thủy bùng nổ có thể hủy thiên diệt địa. Xoẹt, thân thể thao thiết không ngừng rút lui, không gian ven đường đã mở ra, mỗi khi lui ra phía sau một bước sẽ có âm thanh nổ tung rất lớn, thao thiết kinh hãi, một quyền kia giống như Thái Sơn áp đỉnh. Năng lượng bá đạo lăng lệ khủng bố, trạng thái bản thể của hắn cũng không chống lại được. Hừ, thời điểm lùi lại bước cuối cùng ổn định thân thể, thao thiết dê y gì, vết máu đỏ thẫm truyền ra, cái miệng rộng mở to như bồn máu. Xuy, thân hổ khổng lồ lại xuất hiện trước mặt thao thiết, không thể tưởng tượng, cả không gian vào lúc này trở nên yên tĩnh. Loại yên tĩnh này cực kỳ quái dị, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên thân ảnh Lục Lâm Thiên. Lúc này trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên có một đạo quang cầu tỏa sáng, năng lượng cực kỳ bình tĩnh nhưng có thể làm người ta hãi hùng cây Ethiota ép phía. Nhìn thấy năng lượng quang cầu, ánh mắt thao thiết run lên, linh hồn sợ hãi khó hiểu. Đi! Vừa quát chữ đi xong, Lục Lâm Thiên cầm quang cầu trong hổ trưởng, quang cầu nhanh chóng rời tay, dùng năng lượng quang cầu làm trung tâm, không gian chung quanh hình thành vòng xoáy âm dương, vòng xoáy giống như lỗ đen hấp thu mọi thứ chung quanh. Những nơi vòng xoáy đi qua không gian rạn nứt.
Ngao ngao. Giống giống. Long ngâm hổ giống phượng tê quy minh, bốn tiếng thú giống không ngừng vang vọng không gian, khí tức mênh mông che phủ trời cao, gào thét liên tục, những nơi đi qua thiên địa chấn động, tất cả hóa thành hư vô, vô số hào quang bắn ra bốn phía, bắn thẳng vào người thao thiết. Thanh long tung không, bạch hổ vồ mồi, chu tước vỗ cánh, huyền vũ nộ bàn, cả hư không xuất hiện cái động sâu thâm thúy vô cùng đáng sợ, lập tức đánh không gian chung quanh thao thiết sơ xác hỗn loạn, tiếng thú giống không ngừng vang vọng hư không. Từng khe nứt không gian đen kịt rạn nứt lan truyền ra các hướng, cả phiến hư không sụp đổ một cách vô hình, sau đó khôi phục lại như cũ. Phụt, phụt, năng lượng quét qua tất cả, bản thể thao thiết khổng lồ xẹt qua bầu trời, lập tức phun ra từng ngụm huyết dịch. Vì sao lại mạnh như thế? Đường đường thao thiết lại không chịu nổi một kích như vậy. Cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, thánh hồng cảnh không phải đối thủ, lục lâm thiên này đã đặt chân lên hàng ngũ đỉnh phong của thiên địa. Thánh hồng cảnh bình thường đã không còn là đối thủ của lục lâm thiên. Trong hư không, vô số người trợn mắt há hốc mồm, đường đường thao thiết đối mặt với lục lâm thiên lại không chịu nổi một kích như vậy. Vào lúc này hư không không ngừng biến hóa, ngay cả thần linh thiên cơ, Mạc Trường Lăng, hư thiên thánh cô, nhược linh thánh nữ, hậu khánh lâm, lão ảnh cũng biến sắc. Chỉ có thần linh nhiễm hồng tươi cười vui vẻ, tuy hơi có kinh ngạc, nhưng mà cũng không cảm thấy kỳ quái. Thao thiết ổn định thân hình, toàn thân máu tươi đầm đìa, khí tức uể oải, ánh mắt hoảng sợ kinh hãi, cho dù bản thân bị trọng thương, chính hắn cũng thật khó tin nổi mình lại thua trong tay Lục Lâm Thiên. Vào thời điểm này, Lục Lâm Thiên đang muốn tiếp tục thừa cơ ra tay với Thao thiết, bỗng nhiên ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn vào sâu trong hư không. Xuy xuy, trong năng lượng thiên địa bùng phát, không gian sinh ra chấn động rất mạnh, đột nhiên khí tức khủng bố lan tỏa ra các nơi, càng ngày càng tới gần. Ánh mắt tất cả mọi người ngưng trọng, từng ánh mắt nhìn qua không trung. Phần phật, giữa không trung có một dòng khí nóng lan tỏa ra chung quanh, hỏa diễm dung nham phun trào, trình độ kinh khủng không nói ra lời, khí tức nóng bỏng này nhanh chóng lan ra khắp hư không, khí nóng rất khủng bố, trực tiếp đốt hư không vặn vẹo. Khí tức nóng bỏng này mang theo dung nham nóng chảy, một con quái vật khổng lồ xuất hiện, hình dáng khổng lồ, trên lân phiến còn mang theo dung nham nóng chảy rơi xuống đất. Khí tức vô cùng cường hãn bùng phát dữ dội. Khí tức thôn vệ sinh cơ lan ra chung quanh, vòng xoáy tác dụng lên người mọi người, sinh cơ bừng bừng, nguyên lực và áo nghĩa của mọi người không ngừng bị thôn vệ. Khí tức thôn vệ này tới từ một thân ảnh áo xanh, thân thể thon dài, cực kỳ tuấn lãng, nhưng trên người sinh ra lực cắn nuốt rất mạnh, nhưng đủ làm thánh hồng cảnh phải run sợ. Lúc này lại có khí tức hàn băng thẩm thấu hư không, băng hàn rét lạnh thấu xương. Có thể đông cứng nguyên lực và linh hồn, nhất thời băng xương đầy trời, ngay cả khí tức nóng bỏng cũng không cách nào trung hòa khí tức băng giá trong không gian, hai khí tức trái ngược nhau cứ thế giằng co trên bầu trời. Khí tức hàn băng tới từ một con gấu trắng, toàn thân bao phủ bởi lân phiến màu trắng, khí tức băng hàn có thể đóng băng vạn vật. Một cơn cuồng phong quét qua, cuồng phong này có thể bao phủ lòng người, cuồng phong đi qua làm nguyên lực và linh hồn của mọi người mất đi nhanh hơn. Trong cuồng phong có một con hổ màu trắng, nó đứng gần con gấu trắng, độ hung hãn không cần phải nói. Ngao! Bốn khí tức lan tỏa ra chung quanh, ba con quái vật khổng lồ và thân ảnh hình người đứng trên không gian, nương theo đó là âm thanh thiểm điện lôi minh gào thét, khí tức mênh mông khuếch tán ra, trong lúc bất trí bất giác, rất nhiều hóa hồng cảnh cảm thấy linh hồn chấn động rất mạnh. Là hồng hoang hỏa kỳ! Bốn khí tức này khuếch tán ra chung quanh, linh hồn lục lâm thiên rung động. Ánh mắt siết chặt, con hung thú màu đỏ khổng lồ sinh ra khí nóng khủng cây Ethiota ép chính là hồng hoang hỏa kỳ bọn họ gặp được lúc trước, con quái vật này lúc đó đột nhiên biến mất, không nghĩ tới vào lúc này lại xuất hiện ở đây. Lực lượng thôn phệ sinh cơ này, dường như là... Ánh mắt Lục Lâm Thiên lúc này nhìn lên người đại hán trung niên, lực lượng thôn phệ sinh cơ kia gây cho Lục Lâm Thiên cảm giác từng quen biết, ánh mắt đại biến, lực lượng thôn phệ sinh cơ này hắn gặp được trong không gian u ám. Khi đó người thương khung minh gặp nguy cơ sinh tử, mà cuối cùng mình dựa vào hỗn độn âm dương quyết, may mắn đột phá tới cấp độ cửu nguyên đại viên mãn. Hiện tại cảm giác được lực lượng thôn vệ sinh cơ này, Lục Lâm Thiên lập tức có thể khẳng định, đại hán trung niên này chính là hào quang màu xanh trong không gian u ám chuyên thôn vệ sinh cơ kia. Ba con quái vật khổng lồ và một đại hán trung niên xuất hiện, ánh mắt hờ hững quan sát chúng sinh, nhìn nhiều hóa hồng cảnh bên dưới như con kiến. Mọi người cảm giác linh hồn của mình run lên, giống như linh hồn bị bắt đi mất.
khí tức thật mạnh. Bốn khí tức này bao phủ, những cường giả hóa hồng cảnh ở đây Kaisiota ép sợ, hai chân như nhũn ra, ánh mắt mang theo thần sắc hoảng sợ trước nay chưa từng có. Đã đặt một chân vào hư vô cảnh, khí tức rất mạnh. Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Hậu Khánh Lâm, Mạc Trường Lăng, Thần Linh Thiên Cơ nhìn ba con quái vật khổng lồ và địa hán trung niên, khí tức chấn động trên người bốn sinh linh này hoàn toàn không dưới cửu U Hắc Diễm, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lúc trước, đã bước một chân vào hư vô cảnh. Mà Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ khi trước là linh hồn thể, cửu U Hắc Diễm chỉ là linh hồn bổn nguyên, bọn chúng chỉ là khôi lỗi, thực lực đã giảm đi rất nhiều, nhưng bốn sinh linh hiện tại không phải là tử vật. Không nghĩ tới còn có Hồng Hoang Hỏa Kỳ và Cổ Hoang Băng Thiên Hùng tồn tại, Hỏa Kỳ Lân có thể phun Kỳ Lân hỏa đốt cháy vạn vật, tiếng hô như sấm, có thể chấn vỡ linh hồn. Cổ Hoang Băng Thiên Hùng có khí hàn băng, có thể đóng băng thiên địa, băng hàn tất cả. Thần Linh Thiên Cơ lúc này nói rõ. Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, thứ này không dưới Hồng Hoang Hỏa Kỳ và Cổ Hoang Băng Thiên Hùng, đã sớm tuyệt tích từ lâu. Thiên Trần Thánh Chủ thì thào. Lần này phiền toái. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, hắn cảm thấy bốn sinh linh này tuyệt đối không đơn giản như vậy, sợ rằng khó có người chống lại chúng, một khi chúng bước vào hư vô cảnh, thánh hồng cảnh khó mà đánh đồng với chúng. Tự tiện xông vào mộ địa chúng thần Bất Chu Sơn, các ngươi đều phải chết. Hồng Hoang Hỏa Kỳ quát lớn, tiếng quát như sấm rền vang lên, nhìn qua rất nhiều hóa hồng cảnh ở đây, đôi mắt của nó đầy khinh miệt, không có đặt mọi người vào trong mắt, dường như đang đối mặt với một đám kiến hôi mà thôi. Mộ địa chúng thần. Mọi người ngơ nghe xong thần sắc ngạc nhiên, lập tức Hư Thiên Thánh Cô nói với Lục Lâm Thiên. Truyền thuyết các viễn cổ đại năng lúc trước biến mất đều có quan hệ rất lớn với thương khung bí cảnh, mà mộ địa chúng thần trong Bất Chu Sơn càng có liên quan cực lớn đến sư phụ và những cường giả kia, cũng chỉ có sư phụ và những cường giả kia mới được gọi là chúng thần. Mộ địa chúng thần, có quan hệ với sư phụ. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên nhìn vào sâu trong hư không. Chư vị, chúng ta vô tình ý mạo phạm, chỉ là... Trong đám người Chí Tôn Điện, Mạc Trường Lăng nhìn qua Hồng Hoang Hỏa Kỳ khổng lồ, vào lúc này đối mặt với Hồng Hoang Hỏa Kỳ hắn tỏ thái độ cực kỳ cung kính, không dám mạo phạm chút nào. Nhưng mà Mạc Trường Lăng vẫn chưa nói xong, Đại Hán thôn phệ sinh cơ và tỏa ra sinh cơ bừng bừng chen ngang lời Mạc Trường Lăng, quát. Bốn người chúng ta thủ hộ Bất Chu Sơn vô số năm. Phàm là người tự nhiên xông vào mộ địa chúng thần trong Bất Chu Sơn đều phải chết. Bốn vị, chúng ta chỉ đến tìm tiền bối trong tộc, nếu so ra các ngươi cũng chưa chắc già hơn chúng ta. Thần Linh Thiên Cơ tiến lên, tóc trắng xóa, khí tức chấn động, ở đây có không ít cường giả sống từ viễn cổ đến bây giờ, những người này đều tung hoành 3.000 đại thế giới vô số năm, tuổi cũng chưa chắc nhỏ hơn Hồng Hoang Hỏa Kỳ. Bởi vậy đối mặt với ánh mắt khinh thường của Hồng Hoang Hỏa Kỳ, Thần Linh Thiên Cơ có phần bất mãn, bao nhiêu năm qua đi, trong thiên địa không có kẻ nào dám dùng ánh mắt đó với hắn. Khi Thần Linh Thiên Cơ dứt lời, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng nhìn Thần Linh Thiên Cơ, trầm giọng quát. Thần Linh Tộc, Thánh Hồng Cảnh, đáng tiếc còn không có chạm tới cánh cửa hư vô cảnh, so với những cường giả Thần Linh Tộc đến đây lúc trước còn kém hơn quá nhiều, ngươi còn chưa đủ tư cách kêu gào trước mặt chúng ta, nhưng mà cũng không trọng yếu, dù sao các ngươi đều phải chết. Lúc Cổ Hoang Băng Thiên Hùng vừa dứt lời, sắc mặt Thần Linh Thiên Cơ biến thành khó nhìn, khí tức toàn thân chấn động, quát Cổ Hoang Băng Thiên Hùng. Bốn người các ngươi đối phó chúng ta, sợ rằng cũng không thể nào làm được, các ngươi chỉ chạm tới cánh cửa hư vô cảnh mà thôi, còn không phải hư vô cảnh chính thức đâu. Muốn chết? Đại Hán tỏa ra sinh cơ bừng bừng quát lớn, thời điểm nói xong câu cuối cùng, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trước mặt Thần Linh Thiên Cơ. Nương theo lực lượng thôn phệ sinh cơ làm cho người ta khó lòng chống cự. Hừ, ta thật sự muốn biết các ngươi mạnh như thế nào. Thần Linh Thiên Cơ không nhúc nhích, Thần Linh Phạt Thiên hành động, thân ảnh hắn lập tức xuất hiện trước mặt Thần Linh Thiên Cơ, thân ảnh to lớn của hắn đánh ra một chưởng như bôn lôi ngăn cản Đại Hán sinh cơ bừng bừng. Không biết tự lượng sức mình. Đại Hán trung niên quát lớn một tiếng, thân thể hơi nghiêng, sinh cơ trên người làm không gian sinh ra gợn sóng. Lập tức vòng xoáy không gian như quái vật khổng lồ xuất hiện, trực tiếp thôn vệ một chưởng của Thần Linh Phạt Thiên vào trong, lực cắn nuốt không ngừng bộc phát, giống như lỗ đen không ngừng cắn nuốt năng lượng trong một chưởng của Thần Linh Phạt Thiên, thôn vệ năng lượng xong, lực cắn nuốt còn thôn vệ sinh cơ trên người Thần Linh Phạt Thiên. Sắc mặt Thần Linh Phạt Thiên đại biến, lực thôn vệ thật lớn đang bộc phát,
giờ phút này hắn không thể thoát thân, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Cẩn thận! Sắc mặt thần linh thiên cơ lập tức ngưng trọng, thân ảnh lập lòe, năng lượng hóa thành thực chất, năng lượng sinh ra chấn động vô cùng khủng bố, làm cho không gian không ngừng vặn vẹo, năng lượng này đè nén giống như núi lửa bộc phát, cuối cùng hóa thành một quyền đánh thẳng vào đại hán trung niên. Oanh! Đại hán trung niên nhìn một quyền đánh tới, tay trái đánh ra một đám hào quang màu xanh đậm, trực tiếp nghênh tiếp một quyền của thần linh thiên cơ. Xoẹt! Cả hai va chạm sinh ra lực lượng chấn động cực kỳ mạnh, năng lượng làm không gian rung động rất mạnh, không gian không thừa nhận nổi lực trùng kích như thế, lúc này tiếng nổ vang lên không dứt bên tai. Rầm rầm rầm! Không gian nứt vỡ, hóa thành không gian động sâu, tất cả năng lượng, rốt cuộc thần linh phạt thiên cũng thoát ra khỏi lực cắn nuốt của đại hán trung niên kia, nhưng hai người thần linh thiên cơ bay đi thật xa. Trên người đại hán trung niên tỏa ra hào quang màu xanh, sinh cơ bao phủ chân trời, thân ảnh của hắn hơi chấn động mà thôi. Phụt! Hai người thần linh thiên cơ và thần linh phạt thiên không ngừng lui ra sau, lúc này không ngừng dê y gì đau đớn, cả hai người đều phun máu tươi, thần sắc vô cùng gây ết yêu ta ép sợ. Trời ạ! Lúc này đám người Đào Ngột, Lục Ngô, Ma Đạt Ma không ngừng kêu lớn, thần linh phạt thiên cùng thần linh thiên cơ hai người này thế nào thì các hóa hồng cảnh đều hiểu. Thần linh thiên cơ ít nhất cũng là top 3 trong thánh hồng cảnh, mà thần linh phạt thiên cũng nằm trong top 10 của các thánh hồng cảnh, nhưng hai người liên thủ nghênh tiếp một chiêu của đại hán trung niên lại bị thương, lúc này mọi người vô cùng gây ết yêu ta ép sợ. Đây là thực lực chạm vào hư vô cảnh sao? Hư thiên thánh cô, hậu khánh lâm, nhược linh thánh nữ, Mạc Trường Lăng nhìn nhau, vào lúc này ánh mắt bọn họ ngưng trọng và gây ết yêu ta ép sợ, thần linh thiên cơ và thần linh phạt thiên hai người liên thủ không tiếp được một chiêu. Mà ở đây có tới 4 cường giả chạm vào hư vô cảnh, thực lực cỡ này không phải bọn họ có thể đối phó. Quá mạnh mẽ! Lục Lâm Thiên thì thào, ánh mắt kinh hãi, thần linh phạt thiên và thần linh thiên cơ hai người liên thủ còn không chịu nổi một kích, ở đây không ai là đối thủ của bọn họ cả. Chư vị, đến thời điểm này ta nghĩ mọi người cũng chỉ có thể liên thủ với nhau mà thôi, bằng không ai cũng gặp phiền toái cả. Thần linh thiên cơ thân hình đẩy lui. Lập tức nhìn hư thiên thánh cô, Mạc Trường Lăng. Nói ra, liên thủ toàn lực đánh một trận thôi. Hư thiên thánh cô, Mạc Trường Lăng lập tức gật đầu, đến thời điểm này còn có thể làm gì nữa, mọi người tự nhiên hiểu rõ trong lòng, mọi người cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể liên thủ đánh một trận. Chí tôn điện chúng ta sẽ liên thủ đối phó một. Mạc Trường Lăng gật đầu, ánh mắt hiện tại rất ngưng trọng, chí tôn điện lúc này còn thừa lại 8 hóa hồng cảnh, có 3 bị thương. Lúc này lại có thao thiết bị Lục Lâm Thiên áp chế, hoàn hảo không bị thương chỉ có 4 người, dù đối phó bất cứ sinh linh nào trong 4 sinh linh ở đây, Mạc Trường Lăng cảm thấy không có nắm chắc. Thiên La Minh cũng đối phó một, mặt khác Atola và Ma Tố Lạc sẽ giúp Thương Khung Minh, còn hai giao cho Thương Khung Minh các ngươi, đến thời điểm này phải toàn lực ứng phó, nếu không chẳng ai còn sống đâu. Thần Linh Thiên Cơ nói với Hư Thiên Thánh Cô, từ giao thủ vừa rồi đã biết rõ thực lực đối phương. Giờ phút này thần linh thiên cơ không dám chủ quan chút nào cả. Hư thiên thánh cô hơi chút do dự, thiên la minh tổng cộng có 9 thánh hồng cảnh, giờ phút này thần linh nhiễm hồng và thần linh phạt thiên có thương tích, tăng thêm 2 người giao cho Thương Khung Minh, Thương Khung Minh vào lúc này có 9 thánh hồng cảnh, tăng thêm thiên ma tộc Ma Tố Lạc và la sát tộc A Tô La hai người là 11, còn có lão cửu có thể đánh đồng với thánh hồng cảnh, còn có ngũ, lão lục lão thất 3 người cũng không kém thánh hồng cảnh bao nhiêu. Tốt. Ta đồng ý. Hư thiên thánh cô suy tư do dự một hồi liền đồng ý, do Thương Khung Minh và Ma Tố Lạc cùng A Tô La hai đối phó hai cường giả bước một chân vào hư vô cảnh, thần linh thiên cơ tuyệt đối đã cân nhắc qua, phân phối như vậy cũng công bằng, dù sao lúc này nếu không liên thủ không ai còn sống mà đi ra ngoài. Cứ quyết định như vậy đi, thánh hồng cảnh liên thủ, cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong toàn lực phụ trợ, chúng ta cũng không phải không có hy vọng đối phó 4 tên này. Thần linh thiên cơ trầm giọng nói, nếu như mọi người toàn lực liên thủ, cũng không phải là không có phần thắng. Mọi người nói chuyện, Hồng Hoang Hỏa Kỳ, Đại Hán Trung Niên, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng cùng Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ đều nhìn thấy hết, nhưng lại không quan tâm, giống như nghe một đám kiến thương nghị đối phó với con voi. Cuối cùng ánh mắt của 4 tên này đều nhìn lên người Lục Lâm Thiên cùng thần linh nhiễm hồng, ánh mắt của cả 4 hơi chấn động. Thực lực của 4 thủ mộ giả này quá mạnh. 8 sư huynh sư tỷ chúng ta liên thủ với nhau cộng thêm bát môn diệt thiên trận, liên thủ huy năng tăng nhiều, đối phó với thủ mộ giả nào cũng có thể liều mạng,
nhưng mà lão tứ bây giờ không có ở đây, bát môn diệt thiên trận không đầy đủ, thiên trần thánh chủ và thái hư lão nhân hai người đều là danh gia trận pháp, thấm nhuần đạo này vô số năm, nếu thiên trần thánh chủ và thái hư lão nhân hai người này liên thủ thay thế lão tứ, có lẽ cũng không kém nhiều. Hư thiên thánh cô nhìn qua mọi người, ánh mắt ngưng trọng, lại nói. Thế nhưng mà còn thừa lại một không dễ làm. Nghe vậy ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, ngẩng đầu nói với hư thiên thánh cô. Nếu sư tỷ nắm chắc dựa vào bát môn diệt thiên trận đối phó một còn lại giao cho chúng ta là tốt rồi. Bốn thủ mộ giả này không dễ đối phó. Lão ảnh nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên, nếu mọi người liên thủ bố trí bát môn diệt thiên trận, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cùng Hồng Vũ, Thái Hư Tôn Tổ, A Tô La, Ma Tố Lạc, Lục Mô năm người đối phó một còn lại. Không có biện pháp, chỉ có thể thử một lần. Lục Lâm Thiên nói với lão ảnh, đến bây giờ hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Suy suy. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, A Tô La và Ma Tố Lạc hai người đều đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. A Tô La chính là nam tử có gương mặt cực kỳ xấu xí, áo đỏ như máu, khí tức âm hàn huyết sát, chính là cường giả thánh hồng cảnh của La Sát tộc, mà Ma Tố Lạc chính là cường giả thánh hồng cảnh của Thiên Ma tộc, là bà lão tuổi già sức yếu nhưng ma khí cuồn cuộn, khí tức cực kỳ mênh mông. Trong lòng Lục Lâm Thiên đã cân nhắc qua, Hồng Vũ, Thái Hư Tôn Tổ, Lục Ngô thực lực đều không phải bình thường, A Tô La và Ma Tố Lạc hai người trong tình huống này chắc chắn sẽ dùng toàn lực. Tăng thêm chính mình cũng không kém gì đội hình của Mạc Trường Lăng, thần linh thiên cơ, huống chi còn có phong hành thiên chủ, tử hoàng, vạn độc chí tôn, hải nhược hồng tôn ra tay tương trợ. Con sâu cái kiến không tự lượng sức mình, cho rằng nhiều người thì có thể dùng sao, cho dù ta không chính thức bước vào hư vô cảnh, nhưng mà đủ sức thu thập các ngươi, năng lượng các ngươi lưu lại mới có thể duy trì thương khung bí cảnh tồn tại. Cổ hoang băng thiên hùng nói một câu, năng lượng băng hàn bạo phát. Cả phiến hư không bị hàn băng này bao phủ, khí tức băng hàn này làm mọi người run rẩy. Phần phật. Vào lúc này đại hán trung niên và hồng hoang hỏa kỳ, hỗn độn hoàng cương hổ đều bộc phát khí tức chấn động lăng lệ, lập tức bao phủ hư không. Cẩn thận, bọn chúng muốn động thủ đuổi tận gờ yêu ta ết tuyệt. Cảm giác được khí tức chấn động lăng lệ của bốn người kia, hư thiên thánh cô nhắc nhở mọi người. Động thủ, bố trí chí tôn thiên cương trận. Mạc Trường Lăng vừa dứt lời, lúc này nghe được tiếng xé gió vang lên, thiên tí tu la nữ, đào một các cường giả bước vào hư không, sau lưng còn lại hơn trăm cường giả hóa hồng cảnh của chí tôn điện bay theo, từng đạo thân ảnh lơ lửng trên không trung, bọn họ mơ hồ có chiếu ứng lẫn nhau, lúc này nguyên lực và áo nghĩa không ngừng bạo phát, cuối cùng tạo thành kết nối. Ầm ầm, trong nháy mắt ngắn ngủi này, người của chí tôn điện lập tức bố trí thành trận pháp lăng lệ. Trận pháp lan tràn giống như mặt trời mọc từ phương đông, uy áp khủng cây Etiota ép tạo thành vết nứt không gian. Thiên La Hạo Hoàng U Minh trận. Trong Thiên La Minh, lúc này thần linh thiên cơ quát lớn, lúc này cùng với cường giả thánh hồng cảnh và không ít cửu nguyên đại viên mãn, bát nguyên đại viên mãn hóa hồng bay lên không trung, thúc dục áo nghĩa tới cực hạn, ma khí ngập trời, quỷ khóc thần gào thét, đại trận mang theo khí tức như cửu u địa ngục xuất hiện, trong đại trận tỏa ra khí tức âm hàn làm rung động lòng người. Linh hồn run rẩy. Bát môn diệt thiên trận. Hư thiên thánh cô cũng hành động, lập tức quát lớn, chín thân ảnh bay ra và bộc phát khí tức kinh người, đạo ẩn lão nhân và thiên trần thánh chủ hai người đều là danh gia trận pháp, dường như hư thiên thánh cô truyền âm giảng giải điểm ảo diệu của trận pháp, giờ phút này hai người liên thủ giữ vững một vị trí, nương theo thủ ấn của bọn họ thay đổi, nguyên lực và áo nghĩa trong người tuôn ra, hội tụ vào một điểm. Mà Lục Lâm Thiên lúc này không có bày trận. Bất luận trận pháp nào cũng không phải nói có thể bố trí là bố trí, thúc dục là thúc dục. Bát môn diệt thiên trận thật mạnh. Cảm giác đại sư tỷ bố trí bát môn diệt thiên trận, Lục Lâm Thiên cảm thán, không hổ là đại trận do sư phụ lão nhân gia lưu lại, khí thế bá đạo cổ xưa và mạnh mẽ. Không biết tự lượng sức mình. Bốn khí tức chấn động khủng cây Etiota ép, hồng hoang hỏa kỳ nương vào hỏa viễm cuồn bạo lăng lệ trực tiếp bao phủ đám người thần linh thiên cơ đang bố trí đại trận. Hỏa diễm khủng cây Etiota ép đốt cháy hư không thành hư vô. Cổ hoang băng thiên hùng trực tiếp đánh vào đội hình chí tôn điện, khí tức băng hàn đông cứng thế gian. Đại hán thôn phệ sinh cơ lại xông vào bát môn diệt thiên trận của hư thiên thánh cô, dường như muốn thôn phệ tất cả sinh cự. Giống, hổ gầm như sấm, hỗn độn hoàng cương hổ gào thét, thân hình khổng lồ như núi của nó lao tới, muốn xé đám người Lục Lâm Thiên thành mảnh vỡ. Lục Lâm Thiên, Hồng Vũ,
Lục Ngô, Vạn Độc Chí Tôn, Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng lúc này tụ tập cùng nhau, lúc này thấy móng vuốt của Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ xé rách không gian đánh xuống, bọn họ cảm giác đáng sợ bao phủ tâm thần, lực lượng này quá khủng gây ếch. Động thủ. Lục Lâm Thiên quát, hắn đã sớm biến thành thân hổ, lúc này đánh ra một chảo xé nát không gian, dẫn theo mọi người tấn công Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Lục Lâm Thiên thật sự muốn biết Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ mạnh như thế nào. Ken két. Hai chảo va chạm với nhau, năng lượng bộc phát tỏa ra hào quang chói mắt, hổ chảo của Lục Lâm Thiên đau đớn, hổ chảo huyết nhục mơ hồ, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ dễ dàng đánh nát hổ chảo của hắn, dư lực khủng cây Eota ép đẩy lui Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cây Eota ép sợ, trong trạng thái hổ biến này, một chiêu xé nát hổ chảo của hắn, từ đó có thể thấy được Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ đủ khủng bố. Giống. Hồng Vũ thúc dục bản thể Hồng Hoang thần thú, thân thể khổng lồ theo sát sư phụ ra tay, Lục Ngô gào thét, thúc dục yêu vương diệt sinh trảo, A Tô La cùng Ma Tố Lạc hai người đều biến thành chân thân, lập tức lao tới tấn công Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Ngao ngao. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn đều hành động, Tử Hoàng, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Nhược Trọng Ảnh Cô đều biến thành bản thể. Một đám cường giả công kích như mưa nhắm thẳng vào Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Giống giống. Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ gào thét, thân thể bộc phát năng lượng hủy diệt, không gian hỗn loạn, năng lượng chấn động làm không gian chung quanh tan vỡ. Bị nhiều cường giả vây công cũng làm Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ bị áp chế một lúc, dù sao người vây công nó không ai là kẻ yếu. Thần Linh Thiên Cơ, Mạc Trường Lăng, Hư Thiên Thánh Cổ bố trí ba đại trận mới tránh cưỡng ngăn cản ba thủ mộ giả khác. Nhưng mà thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Rằng có thế này không thể duy trì quá lâu, âm thanh nổ tung trầm thấp vang lên, từng đạo thân ảnh bắt đầu bị năng lượng chấn động ép bay ra, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Băng Thiên phun máu tươi, Kim Bằng Hồng Tôn, Vân Bằng Hồng Tôn bay ra ngoài như thiên thạch xé trời, huyết vụ bắn ra tứ tung. Giống. Hổ gầm chấn động trời xanh, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ gào thét, hổ trưởng va chạm với Hồng Vũ. Không gian chấn động khủng cây Eota ép, năng lượng bàng bạc làm không gian sụp đổ, cảnh tượng rất đồ sộ, nhưng trong nháy mắt Hồng Vũ biến thành bản thể khổng lồ cũng bị đánh lui, trong miệng có huyết dịch chảy ra ngoài. Xoẹt! Vào lúc này Atola, Ma Tố Lạc đều ngưng tụ ma khí ngập trời, lập tức tấn công Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Yêu Vương Diệt Sinh Chảo! Lục Ngô hét lớn, Yêu Vương Diệt Sinh Chảo đánh ra 5 vết rách không gian, năng lượng hủy diệt bao phủ bầu trời. Công kích như tia chớp đánh thẳng về phía Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Rầm rầm rầm. Nhìn thấy mấy đạo công kích này, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ gào thét như sấm, tiếng gầm chấn động, hổ chảo chém ra mang theo khí tức hủy diệt thương sinh, năng lượng khủng bố quét qua tất cả, không gian ven đường bị xé nát, Atola, Ma Tố Lạc, Lục Ngô phun máu tươi, thân ảnh cực kỳ chật vật, lúc này Lục Ngô tốt hơn không ít, dựa vào Yêu Vương Diệt Sinh Chảo nên không bị công kích quá nặng. Tình huống không khác gì Hồng Vũ, nhưng Hồng Vũ còn tốt hơn hắn không ít. Bành 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 bành. Thời điểm đám người Lục Ngô bị đẩy lui, không trung có không ít âm thanh nổ tung vang lên. Vào lúc này Chí Tôn Điện, Thiên La Minh và Hư Thiên Thánh Cô ba phương dùng ba đại trận bao vây ba thủ mộ giả, ngay từ đầu tuy còn có thể chống cự, nhưng sau khi chiến đấu một hồi lại lâm vào hạ phong. Giống. Hổ gầm rung trời, Lục Lâm Thiên biến lớn. Thân ảnh của hắn lao nhanh về phía Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, năng lượng bàn bạc lan tràn, hỏa thuộc tính áo nghĩa che khuất bầu trời, móng vuốt như đao chém về phía Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Xoẹt! Móng vuốt mang theo hỏa thuộc tính xuyên qua không gian, nhiệt độ nóng bỏng làm không gian bị đốt cháy. Trong mắt Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ đầy khinh thường, nhìn một chảo của Lục Lâm Thiên đánh tới, hổ chảo đánh ra một chảo sáng ngời mang theo năng lượng hủy diệt, trong lúc mơ hồ còn ẩn chứa khí tức hỗn độn. Lập tức va chạm với một chảo của Lục Lâm Thiên. Hai năng lượng va chạm với nhau, cả không gian run rẩy, không gian lúc này nổ tung khủng cây Eota ép. Bành bành. Từng đạo hào quang chói mắt bùng nổ, một giây sau, không gian xuất hiện nhiều gợn sóng rất mạnh, sau đó không gian tan vỡ như kính vụn. Thực lực thật đáng sợ. Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng cùng các cường giả bị ép lui sợ hãi. Thực lực của Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ còn khủng bố hơn tưởng tượng của bọn họ nhiều, Vạn Độc Chí Tôn cũng kinh hãi, độc công của hắn cho dù là Thánh Hồng Cảnh cũng bị ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn vô dụng khi đối mặt Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Bành bành! Hai người Atola, Ma Tố Lạc triển khai công kích, lại va chạm với Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ lần nữa,
va chạm như hai viên thiên thạch va chạm với nhau, trong khoảnh khắc âm thanh nổ tung trầm đờ upsilon, C vang lên, gợn sóng không gian không ngừng lan tỏa ra các hướng. Phụt! Công kích khủng bố của hai người cũng không có bao nhiêu tác dụng ngăn cản, ngược lại còn phun máu tươi sau đó bay ngược ra sau. Mọi người cùng công kích toàn lực. Nhược Trọc Ảnh Cô, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng biến thành khổng lồ, lập tức vận dụng toàn lực đánh ra một kích cực mạnh. Rầm 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 phanh. Cả không gian bộc phát hào quang chói mắt, lực lượng ngập trời lan tỏa ra chung quanh, cả không gian bị sốc lên, thân hổ khổng lồ của Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ lảo đảo lui ra phía sau, nhưng Nhược Trọc Ảnh Cô biến thành Cửu Vĩ Thiên Hồ, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn biến thành bản thể khổng lồ bay ngược ra sau như con chim gãy cánh, miệng phun máu tươi, bọn họ đã trọng thương, không còn lực tái chiến, tình huống tuyệt đối sẽ không quá tốt, có thể bảo trụ một mạng đã không tệ. Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Lâm Thiên thúc dục Tử Lôi Huyền Đỉnh, lôi vân bao phủ không gian, lôi đỉnh vần vũ. Tử Lôi Huyền Đỉnh sao? Nhìn thấy Tử Lôi Huyền Đỉnh, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ khẽ ngẩng đầu, dường như cũng biết Tử Lôi Huyền Đỉnh. Nó ngạc nhiên hơn việc Lục Ngô sử dụng Yêu Vương Diệt Sinh Chảo nhiều, vừa dứt lời, lập tức tiếp tục nói. Mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra đều có vô số hóa hồng cảnh xông vào, có thể ra ngoài không có bao nhiêu người, tất cả mọi người đều vẫn lạc trong thương khung bí cảnh, thường cách một đoạn thời gian có hóa hồng cảnh vẫn lạc không ngừng, biến thành năng lượng mới có thể duy trì mộ địa chúng thần tồn tại, lúc này cá ngươi xông vào Bất Chu Sơn, vậy đừng mong đi ra ngoài. Hừ! Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không chậm trễ chút nào, tử kim lôi vân lớn như nắm tay hài tử nện xuống. Giống. Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ gào thét như sấm, đột nhiên toàn thân tỏa ra hào quang chói mắt, bí vân trên người sáng lên, cực kỳ huyền ảo, từng tử kim huyền lôi giáng xuống đều bị bí vân ngăn cản, hoàn toàn không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với nó. Bằng thực lực của ngươi, tử kim huyền lôi không thể làm gì được ta đâu. Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ quát như sấm, ngay thời điểm nó quát lớn, thân hình khổng lồ lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên như vồ mồi. Ầm ầm. Lục Lâm Thiên thúc dục lôi đình ngăn cản, lôi đình hủy diệt đánh thẳng vào người Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, tất cả đều bị bí vân trên người Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ ngăn cản, nhưng bí vân trên người Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ đều vặn vẹo. Nhưng cuối cùng Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ cũng tới trước mặt Lục Lâm Thiên, nó lập tức đánh ra một chảo vào thân hổ của Lục Lâm Thiên. Bành! Tiếng nổ trầm thấp vang lên, lưng của Lục Lâm Thiên bị nghiền nát, vết máu loang lổ, Lục Lâm Thiên phun máu tươi, lực lượng này quá khổng lồ, dựa vào phòng ngự bí y thái của Lục Lâm Thiên cũng không cách nào chống cự. Đạp đạp! Lục Lâm Thiên lảo đảo lui ra phía sau, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng bị ảnh hưởng cực lớn, năng lượng khủng bố cỡ này làm Lục Lâm Thiên cảm giác nếu không phải mình có phòng ngự hơn người, cường giả thánh hồng cảnh không chết cũng trọng thương. Cửu Nguyên Đại Viên Mãn Đỉnh Phong chắc chắn phải chết, không có khả năng sống sót. Sư phụ. Nhìn thấy sư phụ bị thương, Hồng Vũ lao tới, hắn tiếp tục ngăn cản Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, khí tức hồng hoang bùng phát, làm cho hư không lung lay sắp đổ, khí tức cuồng bạo không ngừng lan vào trong hư không. Tiếp tục. Lục Ngô hét lớn, hắn lập tức thúc giục Yêu Vương Diệt Sinh Chảo. Hồng hoang thần thú, khai quang thú, xem như không tệ, chỉ tiếc tu vị kém một chút. Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ hét lớn, từng đạo công kích va chạm vào nhau, năng lượng không ngừng hội tụ vào không gian, năng lượng va chạm quá mạnh làm không gian tan vỡ. Bành bành! Giao thủ ngắn ngủi, cả hư không run lên rất mạnh, rất nhiều hóa hồng cảnh đứng xa cũng phải lau mắt mà nhìn, nhưng lại không dám tới gần phạm vi giao thủ. Đạp đạp! Thân thể Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ lảo đảo lui hai bước, mà Lục Ngô thúc dục Yêu Vương Diệt Sinh Chảo và Hồng Vũ biến khổng lồ cũng rút lui. Miệng phun máu tươi đầm đìa, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Trước đối phó ngươi đi. Thân thể Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ xuất hiện trước mặt Lục Ngô khi Lục Ngô chưa ổn định thân thể, lập tức xuất một chảo đánh thẳng xuống, lực lượng khủng bố có thể phá hủy tất cả. Vào thời điểm này mắt hổ của Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ run lên, dường như phát hiện gì đó, một chảo đánh vào Lục Ngô thu lại nhanh chóng, quay người tấn công sau lưng nhanh như tia chớp. Xuy! Không gian chấn động không ngớt. Rất nhiều ánh mắt trầm xuống, thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên xuất hiện sau lưng Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, lập tức ngưng tụ thủ ấn mang theo khí tức hủy diệt xuất hiện sau lưng Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Tứ quyết chuyển thiên thế, nhất hống phúc thương khung. Thời điểm Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ xoay người lại, cả hư không dung chuyển vặn vẹo,
thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên đã tương liên với hư không, lập tức há to miệng giống một tiếng khủng cây S.I.O.T.A. ép. Giống. Tiếng hổ gầm mang theo tiếng long ngâm, sư hống hạc kêu, tiếng gầm này phá hủy hư không, hủy diệt bầu trời, chôn vùi ngàn thế. Tất cả chúng sinh trong thế giới bị phá hủy, chân vỡ linh hồn, vô cùng bá đạo, linh hồn không cách nào chống cự. Giờ phút này Lục Lâm Thiên có thể thúc giục cũng chỉ có Bát Hoang Thiên Địa Quyết Đệ Tứ Quyết, tụ tập linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa, thế giới áo nghĩa ba loại áo nghĩa vào một thể, diệt vạn vật linh hồn trong vô hình, thành chấn thương sinh. Xoẹt. Tiếng gầm ngăn cản một chảo của Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, rất nhiều người ngây ngốc, một chảo của Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ bị tiếng gầm chấn vỡ, năng lượng phong bạo đáng sợ càn quét chung quanh. Đạp đạp. Thân thể khổng lồ của Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ bị đẩy lui. Không gian ven đường bị hủy diệt rất lớn. Phụt. Lục Lâm Thiên miệng phun máu tươi, thân thể lui lại, ánh mắt cây S.I.O.T.A. ép sợ nhìn Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Nghiệp xúc này chúng Bát Hoang Thiên Địa Quyết Đệ Tứ Quyết chỉ lảo đảo mà thôi, ít nhất từ biểu hiện nó không có trở ngại gì cả. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Tử Hoàn đều kinh hãi, không còn gì để nói. Rầm rầm rầm. Âm thanh trầm thấp vang lên khắp bốn phía, Lục Lâm Thiên ngưng trọng quan sát tình hình, thần linh thiên cơ, Mạc Trường Lăng bố trí đại trận cũng không cách nào chống lại ba thủ mộ giả khác. Ba đại trận lung lay sau đó tan vỡ, đại trận nổ tung làm mọi người trọng thương, sắc mặt tái nhợt. A hát! Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên La Minh và Mạc Trường Lăng mượn nhờ nhiều bát nguyên và cửu nguyên đại viên mãn phụ trợ, lúc này những người nọ bị phản chấn, thân thể hóa thành huyết phụ tiêu tán trong hư không. Bành! Hồng Vũ lo lắng sư phụ, lại tiếp tục ngăn cản trước mặt Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, cả hai giao phong rất nhanh, Hồng Vũ không ngừng bị đẩy lùi, miệng phun máu tươi. Xoẹt! Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ đang muốn đuổi theo Hồng Vũ, thì lúc này uy áp bá đạo đột nhiên quét qua tất cả. Vào lúc này thân thể Lục Lâm Thiên một phân thành hai, tổng cộng ba thân ảnh giống như đúc lao về phía Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, ba đạo thân ảnh đều bộc phát khí tức bá đạo. Phá hủy tất cả, có thể tiêu diệt vạn vật, ma diệt sinh cơ. Oanh! Nhất quyết thôn thiên thế, nhất quyền trấn bát hoang. Nhị quyết liên thiên thế, nhất chỉ hủy thiên địa. Tam quyết chuyên thiên thế, nhất cước toái sơn hà. Ba Lục Lâm Thiên đồng thời hét lớn, một quyền, một cước, một chỉ phá hủy vạn vật, tiêu diệt tất cả sinh cơ, bá đạo phá hủy linh hồn, tất cả đều nhắm thẳng vào Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Giống! Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ gào thét. Thân thể khổng lồ chấn động, tiếng hổ gầm như sấm có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Ba đạo hào quang mạnh mẽ bắn thẳng tới phía trước, năng lượng trầm đỡ Upsilon, C nổ tung liên hoàn, lỗ tai của mọi người chấn động ông ông. Rầm rầm rầm. Năng lượng khủng bố làm không gian tan vỡ, năng lượng chấn động mạnh khuếch tán ra chung quanh, không gian chung quanh chấn động rất mạnh, lập tức dư âm năng lượng khủng bố bao phủ các nơi. Giống. Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ gào thét. Nó đánh ra một chảo vào ba thân ảnh Lục Lâm Thiên bị đánh bay đi như sao băng. Xoẹt! Thân hổ của Lục Lâm Thiên bay ngược đi như diều đứt dây, ven đường phá hủy không gian, cả phiến không gian lớn tan nát, da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Lục Lâm Thiên bay đi rất xa mới dừng lại, hắn đã trọng thương, cho dù lực phòng ngự mạnh hơn nữa cũng khó ngăn cản một kích vừa rồi. Phụt! Sau khi dừng lại, Lục Lâm Thiên phun máu tươi. Hai phân thân tiêu tán, ám ma phân thân bí pháp cộng thêm thúc dục ba quyết của Bát Hoang Thiên Địa Quyết cũng không thể làm gì Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Đây đã là át chủ bài mạnh nhất của hắn, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ bước một chân vào hư vô cảnh quá khủng bố. Trải qua bị thương, hiện tại khí thức của Lục Lâm Thiên uể oải, lân phiến trên lưng nghiền nát, da chóc thịt bong, còn có thể nhìn thấy xương trắng ẩn hiện, huyết tinh đáng sợ, lục phủ ngũ tạng chấn động rất mạnh, sai lệch vị trí. Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ nhìn qua Lục Lâm Thiên uể oải, ánh mắt cũng có chút nghi hoặc, kỳ thật vừa rồi Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ nhìn Lục Lâm Thiên với ánh mắt nghi hoặc, hiện tại càng sinh ra nghi ngờ. Xem ra không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng. Trước mặt bao người, Lục Lâm Thiên thu hồi thân hổ biến thành bộ dạng vốn có, áo bào xanh chấn động, hắn lau máu trên khóe miệng, hắn như cười như không. Vào lúc này Lục Lâm Thiên cười. Nụ cười này làm nội tâm Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ ngưng trọng bất an, đang muốn tấn công Lục Lâm Thiên lần nữa. Sư phụ cẩn thận. Thời điểm Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ muốn tấn công Lục Lâm Thiên, Hồng Vũ dựa vào bản thể bí y thái ngăn cản,
tăng thêm Lục Ngô điều chỉnh sơ, thúc giục Yêu Vương diệt sinh trảo, A Tô La và Ma Tố Lạc, Thái Hư Tôn Tổ ba người cắn răng tiến lên ngăn cản Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, năm thánh hồng cảnh trọng thương vẫn cố dùng toàn lực ngăn cản thủ mộ giả. Ầm ầm. Trong thế giới linh vũ bình tĩnh đột nhiên run lên, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện lỗ đen mở rộng trên vòng trời, diện tích của lỗ đen to lớn sánh ngang thế giới linh vũ. Trong nháy mắt, cả thế giới linh vũ lâm ảo bóng đêm, núi sông lắc lư, sông hồ sinh ra sóng lớn, chỉ có trong lỗ đen mới có ánh sáng, lỗ đen không ngừng hấp thu năng lượng trong thế giới linh vũ. Siêu siêu. Vào lúc này tất cả cường giả trong thế giới linh vũ đều bay lên hư không, nhìn vào lỗ đen trên trời, hàng tỷ sinh linh chấn động. Tại sao ta không còn nguyên lực? Vào lúc này trong thế giới linh vũ, tất cả tu luyện giả phát hiện nguyên lực của mình biến mất một cách vô thanh vô tức, hồn nhiên chưa phát giác ra, căn bản không cách nào ngăn cản, tất cả sinh linh trong thiên địa đều cảm thấy nguy hiểm, linh hồn rung động, sâu trong đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, giống như tử vong tới gần, loại cảm giác này vài ngàn năm trước đã xảy ra trên đại lục linh vũ một lần, lúc đó đã làm thế giới linh vũ hoang vu 1200 năm. Trên không trung phi linh môn, mấy thân ảnh cường đại đứng đó, không ít bóng dáng xinh đẹp nhìn vòng xoáy, lúc này có nam tử mặc áo xám đi đầu, ngẩng đầu nhìn trời, nói. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ nhị đệ, tiểu long gặp phiền toái trong thương khung bí cảnh hay sao? Lục Ngô, Hồng Vũ, Thái Hư Tôn Tổ, A Tô La, Ma Tố Lạc vây công Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, tuy thánh hồng cảnh giơ tay nhấc chân đều mang theo áo nghĩa, từng đạo công kích có thể phá hủy không gian. Năng lượng chấn động rất mạnh, không gian rung chuyển dữ dội. Giống giống. Tiếng thú minh gào thét, năng lượng quét qua bầu trời, các loại áo nghĩa lan tràn, năng lượng hủy diệt chấn động làm không gian ven đường vỡ vụn, lực lượng khủng bố quét qua thiên địa. Nhưng ngay lúc này, trong không gian hỗn loạn có hư ảnh thú chảo xé nát không ít không gian, thú chảo này lập tức bao phủ thân thể đám người Lục Ngô, Ma Tố Lạc, A Tô La. Xoẹt. Dưới thú chảo này, năng lượng áo nghĩa trên người Lục Ngô, A Tô La, Ma Tố Lạc, Thái Hư Tôn Tổ bị xé rách, huyết nhục bắt đầu bị xé nứt, từng mảng lớn huyết nhục mất đi, móng vuốt này không khác gì cối xay thịt. Chỉ có Hồng Vũ đỡ một ít, nhưng thân thể khổng lồ của hắn xuất hiện không ít vết cào rất sâu, máu thịt bắt đầu tung bay. Năm đạo thân ảnh bị đánh bay, năm thánh hồng cảnh không phải là đối thủ, lại trọng thương thảm trọng, huyết nhục mơ hồ, nhưng mà Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ cũng bị một ít ảnh hưởng. Ít nhất cũng không dễ ứng phó, bị Hồng Vũ Lục Ngô lưu lại không ít dấu vết trên người, nhưng so với đám người Lục Ngô, những dấu vết này không là gì cả. Bỗng dưng Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ không tiếp tục truy đuổi đám người Hồng Vũ, dường như cảm giác được gì đó, thân hình khổng lồ đột ngột quay lại nhìn qua Lục Lâm Thiên đang đứng trên hư không. Oanh! Đột nhiên Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ ngẩng đầu, cả không gian run lên, đột nhiên trên không trung xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy dường như hàng lâm từ vũ trụ, xen lẫn điện thiểm lôi minh, hư không dung chuyển, thiên uy mênh mông, làm cho mọi người cảm thấy hãi hùng cây ết yêu ta ép phía. Bá bá! Cường giả trong không gian này kích động khó hiểu, trái tim bị bóp mạnh, khó mà yên ổn tâm thần, tất cả mọi người sợ hãi nhìn qua Lục Lâm Thiên. Thời điểm vòng xoáy xuất hiện trên không trung, đột nhiên một cột sáng từ 9 tầng trời rơi xuống. Cột sáng lớn mấy ngàn mét bao phủ thân thể Lục Lâm Thiên trọng thương sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh áo xanh Lục Lâm Thiên lam lũ, thân thể huyết nhục mơ hồ, những vết thương sâu thấy xương bị hào quang màu tím bao phủ, thân thể khôi phục với tốc độ vô cùng nhanh và huyền ảo. Suy suy, hai mắt Lục Lâm Thiên nhắm chặt, thân thể của hắn tương liên với vòng xoáy trên cao, giờ phút này ánh mắt Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ rung động. Đám người thần linh thiên cơ, Hư Thiên Thánh Cô, Mạc Trường Lăng đang giao thủ với Hồng Hoang Hỏa Kỳ, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng đều thỉnh thoảng nhìn qua Lục Lâm Thiên. Chẳng biết lúc nào Hư Thiên Thánh Cô đang giao thủ với Đại Hán tỏa ra sinh cơ bừng bừng đều cây ết yêu ta ép sợ nhìn Lục Lâm Thiên. Thiên uy thật mạnh, tiểu tử này đang làm cái gì? Khi Hồng Hoang Hỏa Kỳ thả chậm công kích, đám người Mạc Trường Lăng thừa cơ thở dốc một hơi, nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo kinh hãi, đối mặt với thiên uy này. Hắn có cảm giác mình chẳng khác gì con sâu cái kiến. Thần linh thiên cơ, Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ đều nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, lão ảnh chấn động, trên gương mặt tuấn lãng của hắn hơi rung động, đám người Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ nhìn nhau, thì thào. Che giấu lâu như vậy, rốt cục vẫn bạo lộ. Bố cục lâu như thế,
rốt cục cũng tới thời điểm bắt đầu, hai người các ngươi hao hết tâm tư an bài lâu như vậy, có thể đến cuối cùng, chẳng lẽ thật cho rằng ta không lường trước hay sao? Thần linh Nhiễm Hồng nhìn Lục Lâm Thiên, hắn mỉm cười lạnh nhạt, trên mặt của hắn bắt đầu sinh ra thần thái thần bí. Suy suy, đột ngột Lục Lâm Thiên đang nhắm mắt lại mở ra, khí tức man hoang sinh ra từ thân thể của hắn, trong hai mắt bắn ra hào quang chữ vạn, giờ phút này thân thể của hắn kết nối với hào quang sáng ngời kia. Giống, hổ gầm như sấm, hỗn độn hoàng cương hổ nhìn vòng xoáy trên không trung tương liên với Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo nghi ngờ, sau đó nó hạ quyết định gì đó, thân hình khổng lồ bắn ra bí vân, chấn động rất mạnh bao phủ thân thể. Xoẹt. Khi khí tức trên người hỗn độn hoàng cương hổ chấn động, năng lượng nồng đậm bao phủ cả bầu trời, cuối cùng nó đánh ra một hổ trảo về phía Lục Lâm Thiên, năm vết nứt không gian cắt thẳng về phía trước. Nhiệt xúc, thật cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Lục Lâm Thiên hét lớn, hai tay không ngừng kết thủ ấn khác nhau, bắt đầu kết xuất chín thủ ấn quỷ dị. Bất động minh vương ấn, đại kim cương luân ấn, ngoại sư tử ấn, nội sư tử ấn. Ngoại phược ấn, nội phược ấn, chí quyền ấn, nhật luân ấn, bảo bình ấn. Vào lúc ngưng tụ chín thủ ấn này, sáu dòng năng lượng bùng phát, năng lượng khủng bố tăng lên theo thủ ấn, trong lúc mơ hồ hình thành hào quang chữ vạn đầy khí tức man hoang xa xưa. Linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiền. Âm vang hữu lực, Lục Lâm Thiên gầm lên, sau khi nói xong chữ cuối cùng. Vòng xoáy trên trời bắn ra chín cột sáng xuyên qua vũ trụ hàng lâm nơi đây, trực tiếp chiếu vào thân ảnh áo xanh của Lục Lâm Thiên, thiên uy thẩm thấu hư không, tất cả sinh linh không ngừng thần phục. Thiên uy quá mạnh mẽ, không cách nào chống cự. Dưới thiên uy này, chúng ta chẳng khác gì con sâu cái kiến. Đây rốt cuộc là năng lượng gì, tại sao Lục Lâm Thiên có năng lượng như thế? Trong hư không, chẳng phân biệt chủng tộc, trừ thánh hồng cảnh ra, kể cả phong hành thiên chủ. Vạn độc chí tôn, thậm chí là tử vi thần nữ, kiền khôn thiên tôn, hoàng phủ minh long đều bị thiên uy ép thần phục, thiên uy minh mông không cho phép kẻ nào chống cự. Chỉ có chính thức đạt tới thánh hồng cảnh mới tránh cưỡng đứng đó, nhưng linh hồn uy áp đủ làm cho thánh hồng cảnh rung động và sợ hãi. Xoẹt! Hổ trảo khủng bố xé rách trời cao, trong chốc lát đã đánh thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Trong hư không xuất hiện vòng xoáy khủng cây Eota ép, Lục Lâm Thiên tương liên cùng thiên địa. Hào quang chữ vạn giống như cái bàn quay, khí tức man hoang tràn ngập, lực lượng hủy diệt không ngừng bạo phát. Nhiệt xúc làm càn. Tiếng quát như sấm vang vọng không gian, giống như kinh lôi chấn Nsiota ép nhân tâm, nương theo tiếng quát của Lục Lâm Thiên, lòng bàn tay bắn ra hào quang chữ vạn bay tới chân trời, trong nháy mắt thiên uy bùng phát, vạn vật sinh linh cảm thấy mình nhỏ bé. Xoẹt. Hỗn độn hoàng cương hổ đánh ra một chảo vừa vặn bị hào quang đánh trúng. Một chảo này tiêu tán nhanh chóng, hoàn toàn không thể ngăn cản. Ngao, giống, hồng hoang hỏa kỳ, cổ hoang băng thiên hùng, đại hán trung niên biến thành thiên mộc thần thụ gào thét, trực tiếp xuất hiện trước người hỗn độn hoàng cương hổ, ánh mắt hỗn độn hoàng cương hổ hoảng hốt, ánh mắt này ngưng trọng chưa từng có. Bốn thủ mộ giả đứng đó, nhanh chóng liên thủ với nhau chống lại đạo hào quang này. Chỉ trong nháy mắt, thần linh Nhiễm Hồng, hư thiên thánh cô. Mạc Trường Lăng đứng xa cảm thấy tim đập chân rung, rung động từ sâu trong linh hồn, sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác sởn gai ốc, đối mặt với hào quang chữ vạn, bọn họ cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Rầm rầm, giằng co trong ngắn ngủi, bốn thủ mộ giả hỗn độn hoàng cương hổ lập tức đánh tan hào quang đánh tới. Các ngươi liên thủ thì thế nào, ta dùng thế giới chi lực, hôm nay sẽ gỡ yêu ta ết các ngươi, đền tội đi. Thân thể Lục Lâm Thiên xẹt qua không gian. Hào quang chữ vạn biến thành bàn quây, hắn quát. Linh tiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiền, chu ma. Oanh! Khí tức man hoang bùng phát dữ dội, khí tức hủy diệt nương theo thiên uy bùng nổ. Rầm rầm! Trong nháy mắt ngắn ngủi, hào quang chữ vạn bắn ra hào quang như thiên thạch tràn ngập khí tức khủng bố, man hoang thương cổ, những nơi nó đi qua không còn chút sinh cơ nào, hư không tan thành mây khói, không gian chung quanh tan vỡ biến thành hư vô. Cả không gian nhanh chóng sụp đổ hủy diệt, từng vết nứt không gian nhanh chóng tan biến rất nhanh. Trong hư không, ánh mắt tất cả sinh linh đầy sợ hãi, thân hình không ngừng run rẩy, khí tức hủy diệt bao phủ khắp tứ chi bách hài. Lục Lâm Thiên khủng bố vượt qua tất cả mọi người suy nghĩ, uy áp và thực lực cỡ này căn bản không phải sinh linh nào trên thế giới cũng có được, đây là năng lực của thần linh.
đây là thế giới chi lực sao? Lão ảnh, Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm lúc này vô cùng hoảng sợ, đối mặt với thiên uy khủng bố như thế, Thánh Hồng Cảnh cũng khó có thể chống lại. Hồng Hoang Hỏa Kỳ, Thiên Mộc Thần Thụ, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ bốn thủ mộ giả chấn động, thời điểm hào quang chữ vạn phá hủy tất cả tới trước mặt bọn họ. Bọn họ thu hồi bản thể, hóa thành bốn thân ảnh hình người, ánh mắt của bọn họ vui mừng và sung sướng, sau đó cung kính quỳ một gối trước mặt Lục Lâm Thiên, nói. Tứ sứ bái kiến tân chủ. Tân chủ, vận dụng thế giới chi lực của thế giới hỗn độn mở mộ địa chúng thần ra. Hồng Hoang Hỏa Kỳ nói với Lục Lâm Thiên, ánh mắt Thiên Mộc Thần Thụ, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ đều nhìn Lục Lâm Thiên. Thân ảnh cao ngất của Lục Lâm Thiên xuất hiện ngang trời, hắn kết chín đạo thủ ấn, Bất Động Minh Vương ấn, Đại Kim Cương Luân ấn, Ngoại Sư Tử ấn, Nội Sư Tử ấn, Ngoại Phược ấn, Nội Phược ấn, Chí Quyền ấn, Nhật Luân ấn, Bảo Bình ấn. Suy, tốc độ kết thủ ấn tăng lên, trong lúc mơ hồ hình thành hào quang chữ vạn, khí tức man hoang thương cổ bao phủ hư không, sinh linh bắt đầu phủ phục. Thời điểm kết xong thủ ấn cuối cùng, Lục Lâm Thiên đã tương liên với phiến thế giới này, hào quang chữ vạn hóa thành bàn quay, khí tức man hoang thương cổ không ngừng lan tỏa ra chung quanh, hắn thì thào. Linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiền, mở mộ địa chúng thần. Ầm ầm. Thời điểm chữ cuối cùng vừa dứt, tất cả sinh linh ở đây rung động và phủ phục xuống đất. Ầm ầm. Bàn quay chữ vạn rơi xuống, đột nhiên trong hư không xuất hiện cánh cửa đá khổng lồ không ngừng rung chuyển, chấn động càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng khủng cây Etiota ép. Phần phật. Lúc chấn động này truyền ra, cửa đá cực lớn kia bắt đầu sinh ra hào quang sáng ngời, dần dần hóa thành năng lượng tiêu tán trong hư vô. Mộ địa chúng thần mở ra, cửa đá cũng biến mất, bên trong lộ ra cái động sâu, đến cuối cùng thiên địa chấn động, rốt cục triệt để vững chắc, hiện tại một lối đi sâu hun hút cũng hiện ra trước mắt mọi người. Ầm ầm, hư không chấn động, cả hư không lung lay sắp đổ, không gian bộc phát cuồng phong, vết nứt không gian lan tràn, động sâu không ngừng lập lòe. Ha ha, mở rồi, rốt cuộc mở rồi. Mộ địa chúng thần mở ra, bỗng dưng thần linh Nhiễm Hồng cười to không ngớt, hắn cười to vô cùng vui vẻ. Thời điểm này hắn xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên một cách quỷ dị, một đạo quang ấn năng lượng đánh thẳng vào lưng Lục Lâm Thiên không cách nào tránh né. Phanh! Tiếng nổ vang lên, thân thể Lục Lâm Thiên bị đánh bay, ngay cả thanh linh khải giáp hình thái thứ nhất cũng bị quang ấn đánh nát, miệng phun máu tươi. Dám động tân chủ, muốn chết! Hồng Hoang Hỏa Kỳ, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng, Thiên Mộc Thần Thụ, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ bốn đạo thân ảnh lao thẳng về phía thần linh Nhiễm Hồng. Bốn tên các ngươi lá gan càng ngày càng lớn, qua nhiều năm như vậy vẫn không đột phá bước cuối cùng, không biết tự lượng sức mình. Thần linh Nhiễm Hồng nói một câu, quanh người sinh ra hào quang chấn động dữ dội, uy áp ngút trời bùng phát, uy áp khủng khiếp bao phủ đám người Hồng Hoang Hỏa Kỳ, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng vào trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 165.